Cool. Ba Trong how long exposure nó như anh thọ chỉ là cái video mà nó này cụ là cụ long exposure dương thọt video ở cả tê không cả đây mà chủ nốt đầy dương khơi video tái miên cho là nà đôi long exposure đầy dương giấy đáng cứ kê pra time lab đầm bay thọt slow shutter speed chia lại khả nạ photo rồi hãy kê vô photo tự ngọt nó mà combine tới chia video chẳng à nâng kê ai thôi chỉ lại khả nạ time lab video slow motion chẳng bàn ta nâng cứ miên đây thay kê thọt photo mà po đòi pra slow shutter speed rồi hai cái combine với cái tay chia video thì chắc là nó cứ cái hai time lapse video phần tay pra slow shutter speed photo đồng bay combine ok bạn và tha thọt video slow món cứ via change effect đôi tham miên mình nước miên cho là nãy khi mình nước đa tới hiện blur sát sát đôi số màu màu chắc là nó không cạn này thì dùng trong bậc cao slow shutter video effect cứ dùng ai thường chẳng bàn miên đây tha đôi miên mình nước đa được còn miên lan miên đây miên cho là nãy cứ khi blur dương bắt tay tới nắng à nắng cứ dương thọt video slow speed bàn và nắng chẳng bà ở con lục hủ chẳng mà sao mấy nhóm ban dây pì ca pra shutter speed effect bàn tay nhóm ở ban bằng hai pì ca pra shutter speed effect nắng chủ môi nâng ca thọt miền mình được miền ấy chẳng anh nhóm bằng hai sample tịch nhé cho anh cứ nhóm nâng share screen từ vậy đài bẹp con chủ môi nâng slow shutter bà đi chúng anh ấy cứ chi effect để dùng thọt lại khả năng biên mà nước bàn tay dùng para slow shutter effect đối để dùng vậy thì sao mình đòi tua on tầm khăn để dùng thọt cứ dùng ở quạt nơi nghiêm hay cho môi đường tua on xem xét cứ quạt miên cho là nè chẳng được p để dùng para slow shutter anh ấy cứ dùng thọt speed thấm môi lơ đọc môi lơ bảy y tế chẳng thưa ai nhẹ để rột nắng cứ từ chia blur hay tua on để nơi nghiêm để dùng phép ở quạt nơi nghiêm nó từ nơi group hiệp nắng cho ba là o blur từ nhẹ để miên cho là nè thì bà này cứ chia shutter speed effect đại dương prai cho môi nâng cao thọt portrait ở nơi không cao thọt bài mình đã cứ dương ai mình trâm tại prai không cao thọt bài nâng tê dương thọt cho môi nâng nơi cả lại miên tật sầm một chai anh chẳng đi tham miên tu ong sầm khăn châu nó nghiêm nhưng tới đọc về tật lộ việc bảo việc bảo em xem xét chẳng à, tật còn nó việc khai thì chia blur tái tu ong này dương thọt nó nghiêm chẳng shutter speed effect nó cứ dương prai bài nâng bàn tràn tại không cả này này cứ cao thọt biên của bạn thì cứ thọt tràn tùm rom tại dương bàn ở rụp đây sharp nâng chân á phụ bầm chân tới ai blur tầng off này tầng sắp dậy để dương thọt rồi có cho là nà chung bình nó cứ nâng blur tầng off và toàn bàn đấy nè đừng này ok chân dương nâng bật to bẹp con chung môi nâng ca sở đề phụ bầm mấy nhóm mặt bàn bằng hai nhóm pi ca sở đề vài balance picture style hay chủ mùi nâng function mà chủ nốt đối chìa highlight tone priority rư có hay thà auto lighting optimizer tế chẳng à feature mà chủ nốt vì pra xâm rạp tại JPEG file hay feature mà chủ nốt cứ vì miền bất sân tập hiệp nâng phê đại dương pra raw file ok chẳng nhầm bằng hãng tự tạm nâng đòi nơi lơ screen camera bộ ai nhảy bàn thà dương đăng cho bà hỏi bẹo con chủ mùi nâng ca pra capra mà sao mấy đại dương vậy ông pi capra shutter speed aperture hay là ISO những ai thay dương chuẩn bị hướng cho ba hơi phần tác và tọa mà tiết cứ vai và lấn cứ dương toàn bàn vậy tệ tại ngày nắng dương vậy ông pi capra vai và lấn đại dương đang bằng hai nơi lơ screen này to tại mặt đồ và nơi lơ screen và nơi lơ screen camera chẳng dương ai khơi nhớ nơi lơ screen nắng dương mơ tới thlop score lên này screen nó cứ chỉ screen bỏ back screen bỏ Canon phần tay nó phải để dùng dùl vì function HMC nên là screen nó cứ việc hạ và hai lần kia cho môi nâng camera đổ tay tiệt tề cho nói mũi để dùng cua chám vẹo con cho môi nâng ca pra ISO mà sao mấy nhóm anh vậy lùm ắt tơ lường shutter speed aperture nâng ISO phần tay nhưng mà toàn mang phải chạy thả ta cũng rất ISO nào mũi để việc lòm hoặc xung lập ca thọ tề chẳng chỉ tu tới dương trời đăng tha ta camera vì miên sử dụng tập ISO cái hai tha native ISO cũng rất nè bởi sân chỉ dương đăng tha cũng rất native ISO với cũng rất nè dương pra ISO mùi stop và to bị native với cứ dương ai phương ai cũng được hiệp rụng bởi dương chỉ phải xét cứ dynamic range những bàn là o chiếng dương pra ISO để tiệm bằng phật nên miên này tha thòm nắp về để dương thoát bây khám miên cả lãnh phứ bây khám miên cả lãnh là ngật chẳng bịa tha dynamic range tiếp cứ cái này đây là ngất dương ở ai recover detail bản thể dương ở ai thua việc lưu tức
dương khơi miền bờ miền cả lại nâng rứa cả lại đẹp lứ về để dương tiền ở việt là ngất dương anh ai khơi detail bàn tay ủ họ chi mệt lứ khăng dương chi dương tiền ở là ngất màu vĩnh nơi về để dương pra iso tiếp à highlight nó cứ bị chạy tại mặt đòn trong bờ sân thì dương pra iso ủ thì họ sầm rạp six d nếu bờ dương pra iso pì rối viên nâng thưa ơi dynamic range là o và sao chiêng đại dương pra iso hà và chẳng dương ai pra iso hà ban nông cạn đây nông cạn đây khá là tại anh ấy dương bật iso hà chẳng như khơi miền nằm rối hay là auto và tại dương ai bật iso hà ban camera khá có ai bật bán camera khá có miền nơi nâng sạp chẳng mình phải có thay iso tiếp cứ thưa ơi quần phiệp rụp dương là o tê chỉ tu tới đôi nhóm bị chạm mánh xâm rạp ở 6D mà khu nếu bật xanh thì dương pra iso pi rối cư viên đường phơ ao dynamic range những bàn lò và sai chiên để dùng para ISO mà rối rưỡi gọi ISO hà. Sầm rap nè đài miên chúng nạp rom hướng tha thơ mất đầm bay trên ISO hà phù với chui cả này mà chỉ muốn đài nộp để cái lại để dùng thoát được lưu khăng để dùng chỉ dùng cắt và lưu tra hơn hết. Nơi tại mình ở tiết chẳng những ai para ISO tiệm phật lỗ đòi há. Chẳng những ai enable là function những sầm rap chiếm xét cứ từ lơ canon và camera phim sinh cứ phải chỉ tranh rap từ tại bậc canon đôi chỉ ở tranh như tôi dùng sẽ đây. Những ai chôn màu nó không menu setting rồi hai cái là ISO setting và là ISO setting ISO speed setting đấy nhưng khởi nhất chẳng nơi không ISO speed setting nhưng khởi ISO speed range chẳng ISO speed range và xanh thì dân đồ đọc nét cứ dân đường miền ISO hà hay khu vực hot nhưng đã thầm phần nào bởi chỉ tụ tới khu vực hot nhưng đã thầm mơn bị bòn bày rồi của bản lực thì nắng cứ quân được hiếp sang là tháp ra cả hạt cạt nè chẳng là phê để dân enable bài nắng được chỉnh một hàng khéo với cái anh ISO dương đường khơi ISO mà rồi hết miền ISO L, chẳng ISO L hết cứ ISO hà tiệm bẩm phật vì cắt và lưu bàn chán, phần tai vì mình chui dynamic range bàn off xa tề và chẳng nhóm đã tầm pi rồi một mình và nó cứ chia trick tip and trick mới để không cao para ISO, chẳng bắt đầu tiết bẹp con chủ mũi nâng cao para white balance, mà sao mấy cứ dương ở bàn như vậy pi cao para white balance tề và chẳng nơi khả năng cao para vai bà lấn, camera xinh xinh dương khơi tham miên vai bà lấn, miên rụp ấy xinh xinh tràn chẳng hạn, miên hụt bẻ tết, hụt te, hụt bộ, hụt pool, hụt ấy chẳng hay cho mùi nâng custom, hay cho mùi nâng khề camera khá ọt miên, ọt miên khề thế chìm xe đôi camera đại cái hai thái entry level rưu camera đại hiện tội chẳng hạn, cứ ọt miên khề thế chẳng là phê ọt miên khề dương của bạn tịch, bần tay dương ai para cho mùi nâng custom vai bà lấn bàn thế chúng nhóm bây giờ bẻ phong chủ môi nâng rụp xem xế ní còn tài chia preset tê còn tài chia preset tê và còn chia preset mình đây tha lên để cái đạo dương nghi sru mờ chẳng tờ nghi sru đại khất tờ rô vì nâng về toàn vì nghi sru nế và bản tay chủ tư tơ ở vấy đại sầm khăn món cứ ní bắt screen này tên nè bắt tờ in notation nâng rốt tên nào bạn và ok họ có lại cu vật khơi chăm tịch bắt đầu có lại cu nâng tên nào update đấy bạn bạn và đấy mạch cu mạch đây chăng mờ tam năng cho chăng dương khơi như nơi lơ nóng dương khơi miền việt đại tha để lấy hay lệ pram pon pi rồi hay vật to mà tiết miền shade pom pon k cloudy pom mùi pon k chăng anh ấy còn tại chia preset miền đây tha việt đại lệ chăng tới đồng bào dương nghi ru sợi u tơ tha bờ sân dương chăng sợi pi pram pon pi màu pom pon bờ dương sợi tam lệ mỏng dù à ta bảo xin thì dân viên miền là sale tục chứ dân khách viên sưu chẳng được làm bọn phi tầm bọn bọn nhưng còn tác cách mà có lẽ tới đó là còn tác lên đến cứ dân ai pra chùm nuôi chùm mùi khê ban đôi khi chẳng bảo xin thì dân đã lên khê bằng ná viên đường tranh sẽ tập hiệp đối à dân pra lên preset nên chẳng chẳng cùng khoa là thà khá miền tràn là khá miền tích ấy xong khánh cứ lưng dân dô tên lên khê đường tề chẳng khê nó cứ miền này thá nó phê để dân pra khê tiệm chế chẳng chập bị bọn pram tên chế nơi bây giờ dân pra khê tiếp rụp để thọt trên máu viên nâng khiều hỡi rụp đại dân sẽ khê nâng khô bây giờ dân thọt tới rụp nâng nâng lường chẳng nhóm ưu tì ho ở dân mớ đòi nhóm thọt trầm khê và
chẳng nó phải để dùng para k pi pon pram dùng khởi nhầm pool được hàng cầu nhầm này cứ lương thế ta nó phải để dùng para k tiếp để thôi anh pool nó khai tài chi so bình vừa để xem pool nó về lương kháng đó về dùng para kiều kháng tục chủ mối viết về khai tài chi so chẳng tái bật tới từ phía chung vẫn dùng khởi kiều vừa để xem dùng para k k tiếp chẳng vì nom ở kiều còn tái tôi từ vẫn nó phải để dùng para k của k của đôi u thọ tha không cả này dùng para đó là bảy pon k và lệ k bảy pon hay nhầm thọt lại từ đá chẳng dân đừng khơi tha lương khlang và lương khlang cái này trong bịa tha dân ai pra k đầm bay phơi ai rụp dân khiếu rư có lương bàn còn tái ca pra bao viết cứ kịp pra và tra cho mối nâng po đại miền u thì ho đại đôi dân khơi pool po lương nó bà sân chỉ dân trong ao pool nâng lương bài thoa mà chiết bao viết cứ dân ai pra khê thẩm pram pon rồi gọi pram pon pi rồi gọi pram pon của mùa tới cứ về nâng rẻ xa pon lương bài tùm nôn chiết thoa mà chiết bao viết bản tác bờ sân thì dân trăng ao cả lại thì dân thọt đại miên lương lương bản tác ao mơ tới khơi thì chiết xó cứ dân pra khê tiệp dân pra khê tiệp bình đôi chiều ti ho để nhóm pram bị tập bố cứ dân ai pra khê trầm u ti ho tha ai pra trầm bay pon bảy chẳng phê để dân thọt tới tập hiệp cả lại nâng ai tha dương đừng khơi po riêng sò ắt lương đôi đà dương khơi như thế và clip thoi phân tích và nâng này trong những khơi ti hó rút nơi riêng lương của nơi hiện lương bản tay mình lương đôi thòm đà tệ bản tay nó phê để nhóm chi dân tùm lẹ khê tiếp đó phi bòn pram tại đó và chẳng như mơm xa tiết của khê nó cứ khiêu khăn chẳng nó phê để dân chi dân tùm lẹ khê căn tại khăn chẳng phơi ai bò lương khai tới chiếc bó so bên bàn và là ngày toàn bà ấy thẩm bằng năng chẳng lại nó cứ bên này giờ lấy miền đây tha bờ khê tiếp viên đường phơi ai rụp dân khiếu bờ khe phố viên đường phơi ai rụp dương lường phần tái chấm po ca pra cứ kề pra bình tra chìm môi nắng pò pra bình tra chìm môi nắng pò u ti ho mảnh pù dương lường khắng chẳng bờ sân để dương pra khe căn là phố phơi ai pù lúc căn tại lường khắng tại bờ sân để dương pra khe tiếp pù lúc ăn sân lường này đây chỉ so mình và tôi cho vĩnh bầm pù dương khiếu dương thọt cái lại để dân thoát nó miễn lương bỏ kêu chán hay dân đặt khê tiếp thôi từ tập hiệp từng mối căn tại kêu khăn chẳng dân tới prà phải trả vậy bởi cái lại để dân thoát nó miễn lưu bỏ kêu ấy chán cứ dân prà khê để miễn lệ khê khắp hồ đôi chìa pram pon của mối pon rưu gồm pram pon dân tới viên phương ai rụp bởi dân mình sơ chỉ kêu thế toàn bà nét thầm phần ảnh tệ tôn cho mối nâng ca prà khê chẳng xâm rạp lệ khê nâng vĩnh bởi chỉ tu tư món standard để pra phía chân cứ trăm pram pon phí tới pram pon của mùa nâng cứ cái hai thà daylight vibrant daylight setting chẳng phần nâng cứ dân thọt máu viết tùm nôn chìa bò bài thòm mà chìa bò bài thòm mà chìa cả lại nâng phần nâng cứ viết bà hai chìa vừa ở dân khơi bò bà hạ phai là phần nâng đồ đài và toàn bà nâng nâng vẹp pon cho mùa nâng ca sẽ khê bố nâng miên chỉ nói mùi tiết cứ dân hai thà vibrant shift cứ ca shift bò xâm rạp ca sợi rễ cờ lơ bỏ dương bộ nơi khăn ông ca pra bó mến dương ảnh sợi rễ bàn tại khiêu hành lương cứ dương nơi miên bó xe nhất dương ảnh sợi rễ bàn toàn bán ấy thẩm bản nâng vẹp bọn mùi nâng ca pra khế và ok lúc rú chỉ được xuống lúc rú ba xong xô khế đâm nàng ấy lúc rú khế đâm nàng ấy ai miên này thẩm bản đấy lúc rú biện bình biết cứ chìa khăn nạt ủi thì hỏi như thế, đối khăn này tổng ngôn dương mình prao kilogram ấy, chẳng khăn này vài bà lấn cứ dương prao bịa thạc Calvin, đà so cắt với cứ so khê nâng ai, chỉ khăn nát khăn ông cao vọc gồm rạch bò, chẳng cứ dương bịa cắt khê bịa bánh cứ Calvin, color temperature, của màn Calvin chẳng tờ của ta so cắt cứ dương prao bịa khê. Toàn bán? Bà con chả năng cứ đúng, bà con. Chẳng xâm rạp, camera để dương ai sẽ khê bán cứ dương sẽ bài nâng phần tay xâm rạp camera đai mình ai sẽ khê bán xâm rạp camera đai mình ai sẽ khê bán cứ chủng rơ bỏ dương cứ miên tại pra preset này tê
Prao preset đòi phân phải tên lỡ lệch. Phân phải tên lỡ lệch. Chứng dương ách mơ lệch. Bởi cả nà lệch càng trả ấn rụp để dương thoát. Viên nâng căn tài lường. Hơi bởi lệch càng để tiếp. Viên nâng phơi rụp dương căn tài khiều. Bởi tài cao prao prác cư bởi trả nè đôi khỉa. Đôi phùl của hòm chứng. Nhưng ách prao bây bọn phì đôi khê như tớ. Viên nâng phơi phùl nâng ọt sơ của hòm. Tên về được thoát. Hay đôi nông lẹ khăn đè phùl. Coi hiện lương khắng, nhưng ai pra khê tiếp chân tới vì ọt sơ chỉ lương, hay cả lại anh đã mơ tới hiện khiêu khắng, còn dương ai pra preset để mình khê khô này tờ, nhưng viên đừng chú ý áo, rụm đứng ọt sơ khiêu tề. Toàn bàn ấy, anh đang cứ bảo sân như không cản này để dương ọt biến khê. Chân mũi tiết đo cản này để dương pra custom vibrant, ta custom vibrant đang phở dạng mạch. Custom vibrant cứ nhóm lưu tiêu hoa mùi dương club khơi nẹ để có thọt video cho nó môn môn á. Môn nâng ca, môn nâng quạt chạp đàm thoát, quạt pra bịa thả, oh, vài bà mùi dân. Vài bà mùi dân chẳng. Cứ vài bà để quạt pra nâng cứ custom vài bà lân nâng ai. Custom vài bà lân mình đây thả kê tìm tìa ở dưới thoát chìa riverin mà bò sân. Đầm bây dô ở rụm nâng chìa riverin. Nâng không cạn này đầy dương. Chìa rư rư dô custom vài bà lân vì mình thơ ao miên ế phách ế tặng ọ. Bờ sân để dương kron tài chìa rư phản năng. Cứ ăn miên ế phách ế tặng ọ. Lúc tra ta dương thọt ruộng mùi bóp đài viên chia cả đá xó. Vì họ thà dương miên cả đá xó mùi chân máu. Và cả đá xó hình chân. Hình chân dương thọt ruộng mùi bóp tên lưu cả đá xó nâng cả lãnh đầy dương thọt nâng tự tập hiệp đài rưu có cả lãnh ý vân rưu có cả lãnh ấy bởi dương nâng cứ dương thọt cả đá xó. Cả đá xó mà sẽ lật tới. Hới dương chưa rưu vô custom vai bởi lần ní. Tọp máu, ưu tì hoa thân ít nhầm thọt cái đá xo so nâng tất cả mơ dương khơi như tì hoa máu. Và chân nhầm thọt cái đá xo so mà sẽ lạc nì. Nhầm thọt cái đá xo so mà sẽ lạc nì. Hai bởi tọp máu, nhầm vô khó xong vai bởi lấn. Hai bởi tọp mà tiết bàn nhầm chô tức nông setting nì. Cái lại vai bởi lấn. Cái lại vai bởi lấn nì. Nhưng khơi khó xong vai bởi lấn. Nhưng vô ở nâng hai ấy bị khẻ ở nâng máu. Bàn tay dương vô custom vibe balance nè khang khom nè khang khom nè chăng vi ao jeung chreu reuh roop chi reference ba jeung chăng nyom yo a roop dai chi reference ni ba chăng vi suu tha ta yo a roop nung chi reference men ot chăng nyom yo roop nung chi reference ba chăng pe dai jeung thot ma sa tiet roop mảnh pa hai chi ot sâu khiu te ala nyom pa thoy speed tí sân ba chăng vi thveu oi roop dai jeung thot kalai nung leng khiu doich mun hai pu pi mun khiêu khiêu pro chỉ tu tới custom vai bằng camera việc đăng tha rút để dựng thọt đo lại viên nâng cứ bỏ sò phần ta lấy p để dựng đặt chỗ tới vô vị trí reference việc ắt khơi sò chấn camera đăng hai tha cái lạnh mảnh dựng đặt vai bằng nâng ắt trầm trời tề ắt trầm trời tề chấn ban việc chi yếm khất vai bằng ở dựng trời chấn là p để dựng vô vị trí reference hay dựng thọt xa tiết dựng khơi cái lạnh nâng tới chỉ sò mình toàn bàn này anh cứ nâng nông ca pra custom vai bởi lần tìm mũi cứ dương trời thọt reference shot mũi sân cả lại nâng phần tái cứ dương thọt bàn tại po grê po bộ phê nâng á nâng po so tê bởi xin dương thọt po ai phim xin po à rụp để dương thọt máu viên nâng khai tê chìa po à nhẹ nhảy toàn bàn này chẳng dương thọt reference shot mũi rồi hai dương vô custom vai bởi lần mũi nâng rồi hai dương chưa reference shot ao việt tờ chẳng mảnh cứ dương thọt reverend shot hai dương cho custom vô custom ní tọt máu dương vô custom vài bà lần rồi hai dương rứa reverend shot bởi dương nè reverend shot mà chẳng phải để dương vô bà nâng viên đằng phơ ao rụp để dương thọt lại mấy xó tới 8 phiếp chạy sát đài ưu tư hoa ta cả đá dương thọt tới xó khó ai xó support xó sẽ dễ nâng viên đằng khai tới chìa bò xó bài tam này ai phơ tới rụi nơi lạc khăn bà lư đại dương sẽ rễ nâng và toàn đấy chẳng được nông ca pra custom vai bẩn cứ dương pra riêng rồi pe đại dương phạt đồ ti tàng u thọ thả lấy dương sẽ để mấy cứ custom vai bẩn cái này nè chẳng dương thọ chẳng tới bà này đọc pe dương đồ ti tàng tới cái này xí cứ dương tới thọ à reference shot nó mà xa tiết hay bị chun rụp nó ao viết mà đòn thiệt đài à nó cứ vì dương của bạn thích mặc camera đại vì mình custom vai bẩn lại nó tầm mùi được khả năng cứ bị mùi vậy ta bữa nay con miên cái này custom nó đo tự bay được gọi buồn chúng dân ai sale cái lại xem miền chúng ao đo lại nào mỗi dân ai đồ custom nâng tới việt thôi ao vài lần mà dân sẽ tới bàn lươn chiên thòm đà toàn đấy và nó cứ nông ca pra custom vài lần dòng mạch đá toàn đấy một đường dân to từ mà chỉ nói tiết
Mà vậy mình đợi yên chờ nè, đáp toàn nè. Toàn được rồi, toàn. Ờ, xong rắp kia dân ốc nế ta miền pra phập hết Canon, Nikon rư có Sony của mà nẹ đá feedback tam chat dân tớ mơ. Ồ, mà nhóm bây giờ cứ based on Canon bằng ta và sân dân dồn bị keyword biết tụi bây dân chẳng pra ấy các bạn nè đôi khi nhé. Nhóm pra Sony lực rồi, nhóm pra Sony. Và chẳng Sony có viên miền Vibrant Setting K nâng đôi khi hay dùm nâng Custom Vibrant nâng đôi khi. Còn Sony vì ai nghe sử dụng chương thẳng HP để dân vô Custom Vibrant vì ai dân thọt tầm đó. Chẳng vô chơi rơi Custom thọt tầm đó. Chẳng hào mà chăm rơi bị tăng đôi Canon mạnh tế. Bởi này con cứ chơi rơi đôi Canon chẳng còn thao viên miền bay buồn ở dân xeo tục môn dân tờ. Bà bà là cổ lực cổ xâm xu mùi lực cổ. Ba ba. Nhưng khi anh bê custom white balance, khi anh kê dô ả cả đá so hay đạp bị mốc hay ai bê vay từ tán nó đâm bây giờ chai ả bò red, green, blue là cổ ai bê dô lại nè bạn. Mấy nhóm anh phụ tì hoi mơ ơi, chỉ tu tớ bê để dân vô cả đá so rư có bò bò phê mà thọt muối. Cứ dân prap tơ camera ở việc đằng, anh anh kê hai thơ reference shot. Cứ chỉ rụp hiệp dùng bò reference shot. Bởi bây để dân phải chun rụp nâng chôn tới trong camera, camera viên nâng tựa đăng thá, rụp nâng cứ xó rư có grê. Phần tác nâng bây để dân thoát tới rụp nâng vì ọt xó, vì ọt grê. Nhưng camera viên đăng thá, khó hỏi. Màu bì vai bà lên khó hỏi bàn rụp nâng vì ọt xó. Thiết bất ở vây để dân bình chun ao viết cứ xó. Camera cứ tựa đăng hướng tầm môi cốt thả rụp để thoát nâng cứ trơ tại xó. Bà mình xó, miền này thá. Khó vài bà lần, chẳng viên nâng sẽ vài bà lần ai trừ, hay ai rụp nâng tư chí so bình. Còn bà nế, nâng à nâng cứ đại dương reference shot nâng ngay, đại nẹ thọt video, nẹ thọt ấy chỉ tu tớ môn quạt chạp đàm thọt còn reference chẳng mùi. Pru, camera đăng thá rụp đại bà chô lâu nâng cứ trừ tài so, bà mình so, miền này thá trừ sẽ vài bà lần tùm rừng. Nâng ngay. Chẳng nó không ca sở đề vài bà lấn bia miên mà chẳng nói tiết của mình cứ dân dạy khi nè tài hưởng vài bà lấn khế hay chú mùi custom vài bà lấn chẳng viên nâng miên vài bà lấn shift tiết chẳng vài bà lấn shift cứ ca pra bà viết cứ sở điên khi nè tài chú mùi nâng khế mình tế mà tài còn nằm viên miên cổ xung xung mùi xung cổ bốn bò xe anh tiết bà lúc cổ tiết tôn nâng dân custom vài bà lấn cổ nộp bây giờ custom hay dân mạch chăm sở đề khế tiết mẹ lấn cổ bà phụ tất cả na dân vô custom hay vì admin ở dân sẽ khe đây cứ viên là reference ta mà rút đại dân bị trộn mình chẳng hạn nâng viên chỉ tu tới viên nghi sư chiến viên trầm trời chiến còn tha viên của bạn phơi chiến của dân thử reference short dân thử bị chun ở viên thử reference là hột pe đại dân ta đọc lại xí dân reference chẳng tiệt ta đọc lại pop xí như reference chẳng tiệt mà pop hạ bài nếu ở đây thì dân mày reference ta và dân đô tì tăng lại để pop lại cứ trời ta bị chun là reference short nâng ở viên là hột bà con chào cô yêu là không chẳng dừng và to từ tiết bẹp con chờ mùi nâng ca pra vài bà lần xịp chẳng nhầm đô vài bà lần nâng màu màu khê vĩnh chẳng đồ nhầm đạp pram pon phí mà standard để lấy chẳng pram pon phí chẳng được không vài bà lần xịp cứ vì bờ xâm rạp camera FNC mà chỉ nốt về để dân sẽ khê hai viên nâng ao dân sẽ vài bà lần xịp tiết tầm đồng chọc nền tay bờ xâm rạp Canon vài bà lần xịp cứ nâng kiên nè chẳng về đạ so WB hai miền sẽ nhạc bột đỏ chẳng miền này tha dân ai xịp bó tới 8 ca để dân chọn bàn hai ca pra vài bà lần xịp ní cứ dân pra bà chạc nê cho bôi nâng bó phần lư đài miền đôi khi đài chẳng đôi lấy dân công toàn à mơ xịp nâng dân kịch làng bình tích bẹo phòn cho mùi nâng vài bà lần khê mình nâng pê để tên tập hiếp dân lưỡng nhưng sẽ khê mọi hình tiếp đầm mây aoi cùng mọi vị lương khăn phê nếu phê đã tích hiệp dân hiện khiếu nhưng khách khê ta có bộ hình tích đầm mây cùng mọi vị khiếu phê mình chẳng ấy chẳng xâm ra vài bà lần xích đôi khí nỉa nên không cạn đây mà chuẩn nguồn phê để dân thoát và lưu nâng bò bày tòn khăn phê nà để bò bày tòn khăn ủ tự hò phê để dân thoát nơi cao và lưu thang ấy bằng tay nơi cái này dân thoát nó miên đàm chơi trả chẳng nơi phê để miên đàm chơi trả nên đang đăng ấy structure đam chơi ấy chung với những cư vi po bày tòn chẳng chẳng phần lưu để plat vì structure máu viên nâng po bày tòn chẳng vì thua ai skin subject để dân thọt nâng lang bày tòn chẳng bà sân chỉ dân khách
white balance shift នឹងទៅខាងបៃតងទៀតវានឹងធ្វើឲ្យ skin នឹងកាន់តែបៃតងខ្លាំងបាទអញ្ចឹងអានឹងហើយជាមូលហេតុដែលយើងត្រូវប្រើបច្ច្រាស់វិញនៅពេលដែលទិដ្ឋភាពពណ៌យ៉ាងបៃតងយើង shift ពណ៌មកខាង pink វិញបាទខិតពណ៌មកខាង pink វិញអញ្ចឹងពេលដែលយើងថតទៅវាអត់សូវបៃតងទេវាទប់គ្នាទៅវិញទៅមកដូចអាខៀវហើយលឿងអញ្ចឹងបាទតោះនេះទៅទៅវិញនៅពេលដែលកន្លែងដែលយើងថតមានពណ៌ pink ច្រើនពណ៌ pink ច្រើនឧទាហរណ៍ពេលខ្លះកន្លែងដែលយើងថតនោះវាមានជាងមានពណ៌មានតង់មានអីផ្សេងៗដែលវាបណ្ដាលឲ្យ pink ឬក៏ពណ៌ស្វាយនឹងច្រើនកាលណាតែមានខៀវមានក្រហមច្រើនក៏វាស្វាយដែរអញ្ចឹងនៅពេលដែលកន្លែងដែលយើងថតនោះរៀងស្វាយដូចជាពេលល្ងាចពេលអីអានឹងមានពលឺពណ៌ខៀវហើយបូកថែម under expose ទៀតវាធ្វើឲ្យពណ៌យើងរៀងស្វាយអញ្ចឹងយើងអាចខិតមកបៃតងវិញដើម្បីទប់ទល់វាដើម្បីកុំឲ្យវាស្វាយខ្លាំងពេកតើបានទេអញ្ចឹងដូចគ្នាដែរសម្រាប់ពណ៌ខៀវហើយនិងពណ៌លឿងបើកន្លែងដែលយើងថតហ្នឹងពន្លឺវាខៀវខ្លាំងដែលយើងសេរី white balance ខៀវលឿងហើយប៉ុន្តែនៅតែខៀវទៀតអីចឹងគឺយើងអាចខិតមកខាងក្រហមនេះដើម្បីទប់កុំឲ្យខៀវខ្លាំងប៉ុន្តែបើសិនជាកន្លែងដែលយើងថតរៀងលឿងរៀងក្រហមយើងអាចសេរី white balance ទៀបហើយយើងអាចខិតមកខាងខៀវនេះទៀតអញ្ចឹងរូបយើងនឹងអត់សូវលឿងហើយក៏អត់សូវក្រហមដែរអញ្ចឹងអានេះវាជាទិសដៅនៃការសេរីចុះសួរថាយើងអាចប្រើពណ៌ច្រើនក្នុងពេលតែមួយបានអត់បានអញ្ចឹងក្នុងករណីដែលយើងឧទាហរណ៍មិញមានន័យថាតាមមួយទិសដៅឯបៃតងឬក៏ pink ប្រើបច្ច្រាស់ពណ៌គ្នាក្រហមឬក៏ខៀវប៉ុន្តែក៏យើងអាចថាឧទាហរណ៍ណាខ្ញុំ stop បន្តិចហើយខ្ញុំឧទាហរណ៍ឡើងវិញឧទាហរណ៍ថាកន្លែងដែលយើងថតរៀងខៀវហើយរៀង pink រៀងខៀវហើយរៀង pink អញ្ចឹងយើងអាចប្រើ white balance ខៀវដើម្បីទប់មួយខៀវយើងមិនខិតមកខាងក្រហមហើយកន្លែងដែលយើងថតនោះក៏រៀងភីងដែរអញ្ចឹងយើងមិនខិតមកខាងបៃតងអញ្ចឹងមានន័យថានេះវាទប់ទល់បានពីរពណ៌មានន័យថាទាំងភីងផងទាំងខៀវផងតើបានទេបាទហ្នឹងគឺនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ white balance shift អញ្ចឹងការប្រើប្រាស់ white balance shift នេះបើយើងច្បាស់ជាមួយនឹងការប្រើ white balance K ទៀត white balance ក្នុងការប្រើ K ហើយនឹង shift នឹងច្បាស់គឺជាទូទៅយើងអាចដោះស្រាយបញ្ហាពណ៌ហ្នឹងបានច្រើនវាមិនមែនថាពេលខ្លះខៀវលឿងយើងអត់ដឹងថាហេតុអីទេគឺយើងអាចប្រើចំណុចទាំងពីរមិញដើម្បីគ្រប់គ្រងពណ៌យើងបានអូខេតើបានទេប៉ុណ្ណឹងក្នុងការប្រើ white balance យើង white balance រៀងមកមកកំភ្លុះធំដែរណាយើងច្រើនគួរសមបាទតន់បានធ្វើប៉ុណ្ណឹងចាំញ៉ាត់ជាបោះហើយដាច់អស់ហើយទីដឹងអូខេបងអត់អីទេបងបាទញ៉ាត់ឈប់លេងយើងស្មានតែដាច់អស់និយាយទៅអត់ឮដាប់ជក់ពេកលោកគ្រូបាទនៅអញ្ចឹងយើងបន្តទៅទៀតអញ្ចឹងមិញគឺយើងនិយាយពីការ control white blend បើសិនជាយើងយល់ពីរឿង white blend ហ្នឹងវានឹងដោះស្រាយបញ្ហាបានច្រើនមែនតើអញ្ចឹងខ្ញុំទៅដល់រឿងមួយទៀតគឺនៅក្នុងការប្រើប្រាស់ picture style បាទ picture style នៅក្នុង Canon គឺវាប្រើពាក្យ picture style នៅក្នុង Sony អាចប្រើពាក្យថា picture profile ហើយ Nikon ក៏មាន picture profile ហ្នឹងដែរ color profile អីចឹងទៅអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការសេរីនៅក្នុងកាមេរ៉ាមួយដែលវាជាប់តែនៅក្នុង JPEG ទេបាទវាជាប់តែនៅក្នុង JPEG ទេអញ្ចឹងនៅក្នុងការថតនៅពេលដែលយើងថតជា RAW file ហើយនឹង JPEG បើសិនជាយើងថត RAW សឹងតែថា picture style ហើយជាមួយនឹង white balance ហ្នឹងយើងមិនសូវចាំបាច់ខ្វល់ឡើយច្រើនទេព្រោះពេលដែលចូលក្នុងកាមេរ៉ាវានឹង reset មកអា default របស់វាវិញដដែលព្រោះ white balance picture style ហើយជាមួយនឹង auto lighting optimizer អីផ្សេងៗហ្នឹងគឺវាជាប់តែនៅក្នុង JPEG file ទេអានឹងជាមូលហេតុពេលដែលយើងថត file raw ផង JPEG ផងហើយយើងយកទៅបើកក្នុងកុំព្យូទ័រយើងឃើញរូបទាំងពីរហ្នឹងពណ៌ខុសគ្នាស្អីបើតែរូបតែមកប៉ុះមែនតែឃើញអាមួយរៀងដិតខ្មៅអាមួយមើលទៅឃើញរៀងសសផ្សែងផ្សែងដោយសារ JPEG file គឺវាទទួលរង effect ពី picture style វាទទួលរង effect ពី white balance វាទទួលរង effect ពី auto lighting optimizer ហើយជាមួយនឹង highlight tone priority ចំណែក raw អា setting ទាំង4ដែលខ្ញុំនិយាយមិញគឺអត់ជាប់ទៅទេអត់ជាប់ទៅទេវានឹងគ្រាន់តែជា reference number ឲ្យយើងទេបើអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង picture style ខ្ញុំគ្រាន់តែបើកឲ្យយើងមើលត្រួសត្រាសនៅក្នុងហ្នឹងវាមានសេរី
sharpness វា សេរី contrast វា សេរី saturation ហើយ ជាមួយ នឹង color tone ក្នុង ករណី នេះ វា ដូច ជា ការ ដែល យើង edit នៅ ក្នុង Photoshop ឬ ក៏ Lightroom ឬ ក៏ ក្នុង camera raw អញ្ចឹង ព្រោះ នេះ យើង អាច increase sharpness យើង អាច increase contrast saturation ហើយ ជាមួយ color tone បាន ប៉ុន្តែ អា អស់ ទាំង នេះ គឺ វា ជាប់ តែ នៅ ក្នុង JPEG file ទេ ជាប់ តែ នៅ ក្នុង JPEG file ទេ raw file អត់ ជាប់ ទេ អញ្ចឹង វា នឹង ឃើញ ដដែល បាទ អញ្ចឹង តន បាន ទេ ក្នុង ការ សេរី picture style អញ្ចឹង កន្លែង នេះ គឺ ខ្ញុំ គ្រាន់ តែ បញ្ជាក់ ថា កុំ ឲ្យ ខ្វល់ ខ្លាំង ពេក ពាក់ព័ន្ធ ជាមួយ នឹង color picture style color style ឯហ្នឹង សម្រាប់ ពេល ដែល យើង ថត raw តែ បើសិន ជា យើង ថត JPEG អា ហ្នឹង យើង ត្រូវ សេរី វា ទៅ ដើម្បី តម្រូវ តាម ចិត្ត យើង ឲ្យ វា sharp ឲ្យ វា contrast ឲ្យ វា color ដិត អីចឹង គឺ យើង អាច សេរី វា ឲ្យ ទៅ ព្រោះ JPEG file វា នឹង ទទួល រង effect នឹង យក ទៅ ហើយ បាទ ដូច គ្នា ដែរ សម្រាប់ ការ ថត video effect ទាំង អស់ ហ្នឹង ក៏ វា ចូល ទៅ ដែរ បាទ អញ្ចឹង អា ហ្នឹង គឺ ជា ការ ប្រើ picture style រឿង មួយ ទៀត នៅ ក្នុង ការ ដែល យើង សេរី គឺ អា នេះ គេ ហៅ ថា auto lighting optimizer auto lighting optimizer សម្រាប់ Sony វិញ គឺ វា ប្រើ ពី DRO dynamic range អីគេ ដែរ អសរ ពាក្យ វា ពេញ មួយ ទៀត ខ្ញុំ អត់ ចាំ អញ្ចឹង វា ប្រើ ពាក្យ DRO អញ្ចឹង គឺ ស្មើ គ្នា ជាមួយ នឹង auto lighting optimizer អញ្ចឹង auto lighting optimizer នេះ វា គ្រាន់ តែ ជួយ ឲ្យ ក្នុង ករណី ដែល យើង ថត មាន កន្លែង ភ្លឺ ហើយ នឹង កន្លែង ល្ងិត ដូច highlight កន្លែង ដែល ភ្លឺ យើង ហៅ ថា highlight កន្លែង ដែល រៀង ល្ងិត យើង ហៅ ថា shadow អញ្ចឹង វា នឹង ជួយ ឲ្យ shadow នឹង រៀង ភ្លឺ ឡើង វា ជួយ ឲ្យ shadow នឹង រៀង ភ្លឺ ឡើង ប៉ុន្តែ វា ជាប់ តែ នៅ ក្នុង JPEG ទេ RAW file អត់ ជួយ អី ទេ ព្រោះ នៅ ក្នុង JPEG file ពេល ដែល យើង enable ឲ្យ auto lighting optimizer នេះ យើង នឹង ឃើញ កន្លែង ដែល shadow នឹង រៀង ភ្លឺ ឡើង តិច អញ្ចឹង បើ យើង យក low វា រៀង ភ្លឺ តិច យក standard រៀង ភ្លឺ ខ្លាំង ជាង នឹង តិច ទៅ ពេល ដែល យើង យក high ភ្លឺ រៀង ខ្លាំង ជាង ទៅ ប៉ុន្តែ អា ហ្នឹង វា ជាប់ តែ JPEG ទេ បើសិន ជា យើង ថត RAW file ទោះ បី ជា យើង ដាក់ អា ហ្នឹង off ក៏ដោយ ដាក់ អា ហ្នឹង high ក៏ដោយ រូប របស់ យើង នៅ តែ ដដែល រូប យើង នៅ តែ ដដែល បាទ ហើយ បាន ធម្ម ប៉ុណ្ណឹង យើង អាច សាក លបង មើល បាន ដោយ ក្នុង ការ ដែល យើង សេរី នៅ កន្លែង រូប នេះ image quality នេះ យើង អាច សេរី ទៅ ជា RAW ហើយ នឹង JPEG file ចេះ អញ្ចឹង ពេល ដែល យើង យក RAW ហើយ នឹង JPEG file ចេះ រៀង រាល់ ពេល រូប ដែល យើង ថត មកប៉ុះ វា នឹង ចេញ ទៅ ជា 2 រូប វា នឹង ចេញ ទៅ ជា 2 រូប អញ្ចឹង ខ្ញុំ សាក លបង ឲ្យ អ្នក ទាំង អស់ គ្នា មើល ដោយ ខ្ញុំ ប្រើ picture style ឲ្យ យើង ឃើញ ចម្លែក ហ្មង គឺ យើង ប្រើ monochrome បាទ អញ្ចឹង យើង ដឹង ហើយ monochrome គឺ មាន ពណ៌ តែ 1 អញ្ចឹង ក្នុង ករណី នេះ គឺ ស ខ្មៅ តែ ម្ដង ខ្ញុំ ប្រើ monochrome ហើយ ខ្ញុំ សេរី file raw ហើយ នឹង jpeg ហើយ ខ្ញុំ នឹង បើក រូប នឹង ឲ្យ យើង មើល ទាំង អស់ គ្នា តើ វា ចេញ មក យ៉ាង ម៉េច មើល អត់ ឃើញ ឃើញ នៅ លើ screen បាទ អញ្ចឹង មិញ ខ្ញុំ យក monochrome អញ្ចឹង ពេល ដែល monochrome រូប យើង ថត ចេញ មក ស ខ្មៅ ប៉ុន្តែ មិញ ខ្ញុំ ដាក់ raw ផង JPEG ផង អញ្ចឹង ខ្ញុំ បិទ រូប នេះ សិន រួច ហើយ ខ្ញុំ យក memory ហ្នឹង នេះ memory ដោត ឲ្យ យើង មើល ហើយ យើង មើល នៅ ក្នុង raw file តើ យើង ឃើញ ស្អី ខ្លះ ដែល រូប មិញ បញ្ជូន ទៅ sorry ចប់ ខ្ញុំ បើក file raw នោះ យើង មើល បាទ កំពុង តែ loading មក ហើយ អូខេ ហ្នឹង ហើយ អញ្ចឹង share screen ដែល យើង មើល បាទ អូខេ អញ្ចឹង រូប ដែល យើង ថត មិញ នេះ ស ខ្មៅ ព្រោះ វា ជា JPEG file ប៉ុន្តែ យើង មើល raw file ចេញ មក color ដដែល អញ្ចឹង ថត ចេញ 2 file raw ហើយ នឹង JPEG ប៉ុន្តែ មួយ ស ខ្មៅ មួយ ពណ៌ ធម្មតា ឃើញ បិទ តែ យើង ប្រើ picture style monochrome ក៏ដោយ កន្លែង ហ្នឹង ជា មូល ហេតុ ដែល ខ្ញុំ ប្រាប់ ថា រៀង រាល់ ការ ដែល យើង សេរី auto lighting optimizer picture style color style color profile អី មក ក៏ដោយ បើសិន យើង ថត raw file វា នឹង មក original ចឹង ដែរ វា ជាប់ តែ JPEG ទេ បាទ
nhưng cái này nó thời trăm bởi sao này dương trăng lên effect nó không camera cứ dương trâu tài dọc chế phạch rư của dương rô rô hay nâng chế phạch tới bàn dương từ tool bàn này effect thì dương set nâng bà mình chăng tế viên nâng load mà original file này hay mà toàn ấy hai mũi tiết bẹp bọn chú mũi nâng ở vầy để dương dạy khả mảnh cứ từ lơ từ lơ hướng vài bà lấn vài bà lấn nâng nơi khả nông nơi khả nông pha rô để dương bác p để dương sẽ lấy của màn nâng vài bà lấn nâng viên nâng phải chôn màu nâng khả nông rô pha bởi dương viên nâng phải chôn màu nâng khả nông rô pha bởi dương bác ở dương mưa sân bạp tên à share screen đợi download ấy xế bạp khởi mơ khởi rụp mà tang thông ấy, buộc nó lấy đôi ớt chanh dần. Mở khơi rụp môi nâng ấy. Khơi ta screen computer bóng, mình file trên chứ bóng. Vì lọc vậy, ở đây chăng. Vì ớt chanh, vì chanh ta sẽ nà nó chơi đó. Vì ớt score là file để vì bà chun to khá nê chờ nó. Ồ, rồi xa rò file vì mẹn bạc tên nơi khá nông bridge vì bạc nông cầm thịp xe. Đấy vậy. Chẳng. Toàn bà nế. Anh bóng bật share. Bật share screen nế. Bật để tao mình. Anh bóng bật mà đó hãy bóng share rồi kiếp để bóng trong một đoàn kiếp thức ách load một cái. Ở đây vì rồi sao vì load tam, vì load tranh cầm thịp bay trong văn vật tờ chìa. Bên ngoan chẳng hết này bà ok miền nè log in ở châu tiệt message mà xua nhưng trả lời tam nè tam này chụp bà nâng này chẳng hạn nâng cứ bẹp pon chỉ môi nâng Vibrant hay cho môi nâng Vibrant setting xin xin đại nhóm bằng hàng ông bán mình click that memory màu bánh phần tái nơi phê đại rụp đại dương thọt hơi nâng chôn mà mơ nâng không camera vấn so không ai đại là tại thịt bất rò pháo cứ cờ lờ chả nấy cứ chi ủ ti ho đại dương mơ tới khơi khóc nia tại mặt đòn phần tá bờ sân gì không cạn đây để dương thọt lẽ khả nạ rụp miên cờ lờ miên ai thòm đa tê phần tá sẽ dương thọt rò hay chế phạch đọc về dương bạc nông công như tớ sẽ khơi rò pháo bò hình xinh chế phạch bò hình xinh cứ đổi xa sẽ thêm xinh mà những ai để thôi khóc nia chẳng cùng chẳng ngọt miên phành hà ai khôi cầm ra miên phành hà xinh tê nấy cứ vì chỉ thòm chiệt bò rò pháo hay nâng chế phạch những ai chẳng bẹp con chúng môi nâng ca thót xua tha ta dương trâu vô rò phá là rư có chế phạch phà nâng nông ca thót chứ tu tớ bà sân chỉ dương thót hơi mình miên ca ca xùm rùa lệp xinh xinh tế dương vô pra tạm đón chẳng dương thót tư chế phạch tử chẳng phòa nâng vía vì lươn chiền và vì lươn chiền thót tư chế phạch tử cứ hơi dương bạch cài tết cứ bà nâng rụp nâng ách vô bà này chế phạch phá là vì miên côn xùm bạch mà chùm nốn hai có miên côn bị bắt mà chúng nó này chẳng côn xong bắt bỏ chế phạch phá là cứ tì muối phá là sái vì tội tì bí cứ phá là nâng prao prạc bàn tù tơ tèm đồ nhà tờ ná có kế ách bạc chanh này mà mùi tiết cứ chế phạch phá là ọt sơ miên nòi tề bộ camera vì apply nòi reduction hào chẳng chế phạch phá là ọt sơ nòi tề hơi chế phạch phá là có sạp trường này bộ là sao vì apply sạp bình yên ấy hào bản thân nó sầm nắp tại dương mình vô đít đấy nè bản thân thì dương vô rub chế phạch phá tại đít viên đường khối côn đồng phía khăng chiến rò phá mà
chẳng hạn năng vi chỉ côn sầm mặt nơi khnông ca pra chỉ phải vào phần tác côn bị bắt vào vía cứ pe để dân vô tới sợi vô tới cắt vô tới đít ấy chớn việc sợi bàn là ở tại vì hiện khối côn được hiệp khang vài lần dân sợi như nháy có vía khối côn được hiệp khang đài hơi có vía ắt xứ recover detail pi shadow bàn khang hơi có vía mình xứ recover detail pi highlight bàn đài chẳng ưu tiên họ pe để dân thọ hiện ngất ấy chẳng dân tiền ở plư láng cứ chế phép phá cứ tiền ở trong làng để hai bởi tụi bây chỉ làng có vì mất vì mơ tới đôi cổ muôn chẳng vì sẽ khơi detail để việc thử sẽ khơi phép lùm ẩn để bởi bắt bó là miền trơn hay bó có bắt ra nó không nâng đài và dân anh sẽ để bó ấy tới để xa con là phép bàn lò để chẳng anh nâng vì chế con bị bắt bó chế phép phá chùm nay chế rò phá vĩnh cứ vì miền con sầm bắt nên con bị bắt đôi khi đài con sầm bắt bó rò phá cứ miền này thá dương ai vô về từ đít dương ai vô về từ cai dương ai sẽ vài bình lên dương ai sẽ contrast saturation ấy hết mình sẽ bắt bò côn được tiếp tế vì non destructive vì mình sẽ bấm plan vừa ở detail nơi không rub bao dương nắng khôi tế nắng mùi típ cứ dương ai recover detail pi shadow ban khăng recover detail pi shadow ban khăng nhưng một tí họ ấy không cản đây để dương thọt rub hiện là ngất hay dương vô màu vừa ở plứ cứ về để xa ban detail nâng khăng chiến đại dương thọt chế phạch phà nhưng rô ở rụp đại ngật nâng là về dương mơ khớnh và nè share screen share tự tiết đây share screen và chẳng nếu cứ chỉ rub đại nhóm thoát cho môi nâng raw file hay rub nâng cứ là ngất mềm đèn under export dot base stop phần tái nơi pe để dân recover detail màu vĩnh cứ rub nâng plu đại tha dân vô mọi đít cứ nơi là o chiên jpeg file khang bờ xin để jpeg file dân thoát ngất phần này cứ vô mà thử ai cả tê detail nơi lơ sọ ní cho bà chia tự ở hơi, cho bà chia mình khơi chẳng thể anh ấy cứ detail nó lơ sọ, nó lơ chạm, nó lơ skin ấy cứ để xa bàn là o chiếng vừa để xa phê để dân thoát, cứ dân thoát chế phạch phạt chẳng hạn nâng vì chìa khôn sử mắt nó khăn ông ca thoát chế phạch phạt dân ai recover detail bị shadow cả là anh đã là ngất recover detail bị highlight, cả là anh đã plứ hơi để xa bàn rụp nâng sharp bàn là o dân ai cắt và thoi nôi bàn đòi mình rụp nâng đại rụp nâng mình mơ tới vì mình mọt đôi cầm muốn á vừa ra dương thọt chỉ rõ phá cứ dương ảnh miền ảnh tỷ phiệp nó không cài đến bài nâng và ảnh nâng viên chỉ côn sử mắt bó rõ phá dương ảnh increase dynamic range dương ảnh edit via a sử dễ vài bà lần anh xem trên bàn trả ơn phần tác côn bị bắt bởi vì vẫn cứ vì xì thổng phá sai một mỗi cứ khóc nịa buồn pram đoàn cho môi nâng chế phách phá ai thay chế phách mà phá thầm tạo buồn phá mế rò phá mà phê phám xam sập ấy nọ chẳng vì tùm hôm sai bỏ phá vì thồng nâng cư chế côn bị bắt vào việc mũi tiết cư rò phá vì tìm tì rò processing software sử dụng bồn miền này thà to là dân bên cam thì đã bác rò phá bàn bàn dân ai mơ việc khởi hơi vì tìm tì tam vơ dần đẹp ưu thọ thạc camera để tranh thơ mây dân tới software dân sử dụng chắc bác ở tranh tiền chẳng dân to tại update rò processing software bởi dân ở toàn tham số máy càng chẳng phải để share từ vinh từ mau chờ những cái việc của bà thông hết của bà tiền anh cứ chỉ còn tiền sai ạ tiền sai chứ như gì và toàn bà nét phần nắng chả nắng cứ bẹp pon cho môi nâng ca sợi đấy nơi lơ back screen đó camera cứ xong xuống mới cứ và tiện toang chỉ mới nâng ở raw file bọc Sony của riêng anh ra việc bao cho mỗi nâng cam thế nó bật chậm bật convert file để bạn cũng dương pra cho mỗi nâng cam vị thì bờ sản phẩm nhôm to món cứ nhôm pra group camera tầng ở món của nó để dương pra cam vị thì bo camera mỗi mỗi cứ dương pra sản phẩm ta camera model nâng nghe ủ thọ Sony vì miền pra software bảo vi ở Canon miền pra software bảo Canon chẳng việc của bạn nó để dương đồ camera ấy dương che tạt đồ software tạt là hốt mình vào vậy phải nhớ này chẳng dừng ai pra camera raw processing software room mỏng chẳng vì miền tràn chẳng ưu tiên họ nhạc khác còn chơi chật pra Lightroom nhạc khác còn chơi chật pra DHO Phase 1
ấy chăng tới sản phẩm nhóm cứ nhóm pra Adobe Camera Raw đại việt pra chụp mùi nâng cam vị thi Camera Raw phong Adobe Bridge phong chẳng viên nghi xuân nó không ca preview file chẳng chụp mùi nhóm ba ao mơ Adobe Bridge và Adobe Bridge software chẳng Adobe Bridge software viên nghi xuân pra chieng Lightroom thong tha viên chỉ lẽ khẩn nạ picture browser viên chỉ rụp phía viên chỉ software đầm bay ở dương ba mơ lẽ khẩn nạ đôi cái hai tha file explorer và chẳng nên nhóm share screen để mà ở dưỡng bàn mở khởi và share screen chẳng nên cứ chia interface bỏ Adobe Bridge chẳng Adobe Bridge cứ viên nghi xuôi chẳng folder mùi mùi dưỡng bài import ấy thế cứ dưỡng bà viên chẳng mắc cứ dưỡng khởi rụp khởi photo ấy là nâng ỏi nhưng khởi rụp hay dưỡng ai bạn về từ chỉ file thông file tui ấy dùng mơ tạm nâng bàn plim đòi mình chẳng bạch import bởi Lightroom vì tìm tiêu dùng import sân vì tìm tiêu dùng import sân tập dùng ai bạc được bàn chẳng đôi ảnh đi chẳng chỉ raw file bỏ Sony và chẳng ảnh đi cứ chế phạch file ảnh đi cứ raw file nó dùng khởi bỏ về prai pro lên chẳng và ba lục rù ạ con chẳng lục rù chẳng dùng ai bạc direct raw file bàn đòi mình chẳng bạch convert ấy thế nhưng bạn rõ tới những process bị nâng tay tạm đòn và okay. Còn bán nhưng nâng to từ một tiền chẳng mà sao mấy cứ dương ọt bàn khơi vì reverend muối cứ thoảng chẳng nói thông trên nội exposure 3 này nó cao mà lên mùi lơ mà rồi hay là FP 7 nó nhưng khi cô đọ bay đọ P mùi xôn mùi P 7 nó ảnh nó cứ chỉ exposure reading chẳng nợ P đài dương sở rê dương sở rê camera và dương tam dạ sạch speed aperture nó ISO nó dương nâng khơi thao rụp dương lưu nâng rưu còn là ngất nó đòi xa dương mưa ảnh nâng chẳng bởi xanh như bằng hàng thạc đó rụp dương bạch toàn thọt tức là dương đăng thao là ngất đài chẳng dương sở rê setting bởi dương tặng bấy đồng bấy tầm rỡ hay dân mưa năng tới dân đăng thà rụp dân lưu được gọi là ngất môn phê để dân thò thật tiện nế và toàn bán thầm phản nắng chẳng bật tọa mà tiết cư nơi trong camera bởi dân cư bẹp con chủ môi nâng ca pra autofocus point chẳng ảnh cư dân hai thà autofocus point autofocus point này mình men hai dương chơi rơ vô sao mấy nhóm anh vậy đá mình men hai dương chơi rơ vô à chùm nội tầng o hình chế cứ thua ở rụp dương cho bạc tầng o tề nế đoạn này chẳng cứ khơi ô tô sở lệch chẳng mình men hai dô à nâng thua ở rụp dương cho bạc ọt nghiên cả lại bởi lờ tề cứ anh ấy việc còn tại vì nâng chơi rơ point đó ô tô một tịch dương ai cầm nọt tha nẹ nà mục nẹ nà cao ở dương thờ phô cơ tề camera viên nâng chơi rơ ao dương chẳng ảnh nâng cư của bạn nâng cao pra nè chẳng là phê dương pra cư dương vô chúng nói mùi mùi tầm đoàn từ chẳng chúng nói mùi mùi rồi hãy dừng chơi rơ từ trong phô khơ cả lấy ná cứ dừng khách chuyên khách sạch đàm dừng từ hay bởi chẳng ở việc phô khơ cho bạn thằng ó cứ từ lờ hướng rừng ai kế rướng aperture control chẳng dừng ta aperture ôi cái hai thà ôi tôi tớ chẳng vì cho bạn thằng ó hay dọn mình lại phần lờ tì toàn bà nế lại nắng lỡ ả nắng cứ bẹp bọn cho mùi nó hướng sao mình to vì sao mình khá ca sẽ để từ lờ vài bà lần khá khá chẳng môn đường châu từ đó chuyển nói xem tiết cứ nhầm tục về là khi này dân tịch dân đồng bay xua xa rơ hưởng trả năng tích hay chúng môi nào vậy để bàn vậy mình đôi chiều vài lần hưởng ro hưởng vài lần xịt em xin chơi môn dân to từ chuyển nói và to học tiền bà lực khối nhầm sông số mối lực hưởng bà lực khối nộp về đại dương thoát file ro bột chế bách anh đang ở tầm hôm sai vía vía cách dạng mạch vĩnh anh nó cứ viết tranh mới chỉ pi pha là đôi ưu tiên ho để nhóm ba gọi mơ mảnh dương khơi như rụp nó pi mỗi cứ rò phá là mỗi cứ chế phạch pha là chẳng rò phá là ai tham mà rụp mà phay mế cứ mà phay mế hay chế phạch pha là mỗi tiết phèm mế cứ phèm mế chẳng pi nó bột trộn nếu cứ mà phay phèm mế cái gì pi nó làm đó bà cho lúc khu bật sân ưu tiên tha nộp bê là dương bạc phá dương open with mùi photoshop anh nắng viết cho lột cho chế phạch mốn rư cả viết lột cho rò phá là mốn bê là dương preview cứ chỉ tôi tới bởi dân ba group mùi ná cứ vì ba ở mùi nắng này vì admin đăng tha rò mình rò thế sầm khán cứ dân rơ pha lại kì bởi dân rơ pha JPEG cứ vì rốt từ Photoshop bởi cái này dân ba pha rò cứ vì rốt cho rò software phần năng
bạn đã có lục khu. Ok. Miền xung lô em xin tiết vẹp con đang ở vầy để dừng dậy khá đi. Nhiều lọ hay nế. Hát ấy vòng xa và nhóm basic maintenance vòng cho nhóm mà toàn miền ấy xu chạm đó vòng chẳng sắp sân đó vòng và anh basic maintenance đấy nè vài ba lần ấy nâng basic ấy miền ấy basic trên đăng tiết và basic tiết miền là chẳng all bằng hai màu biết bà lấy camera màu và cho những tò biết camera này tay riêng luôn rồi mà ok. Này chẳng nhóm nâng bật to tiết tới lơ back screen nâng bật thay em tiết. Chẳng nơi khăn ông ca thọt mà sao mấy những đăng hưởng chờ mà chân luôn hỏi. Vẫn tới nơi khăn ông ca pra mấy nhóm bàn chẳng ổn bằng hát nhóm pi ca pra autofocus point. Chẳng dừng ai chơi rơ chùm nọc nà muối đầm bây camera và chạp focus. Chẳng đôi chìa mục mà nơi nơi cả lại nà rơ chùm nọc nà muối để dừng trong focus. Cứ dừng chơi rơ focus point nâng ở trong lại nâng tầm đoàn từ. Mà chẳng nơi khăn ông ca này ní bờ ủ thọ tha sắp chạy dừng nơi chỉ hiến dừng rơ hạ point nơi chỉ hiến từ sắp chết dừng nơi cả đá dừng được point nơi cả đá tới bờ nơi chỉ hiện hàng chuyền nó có chuyền dần từ và nó cứ ca chơi rồi focus point phần tá cái point là focus point cứ bên đầu miền auto focus operation đi mùi tiệt auto focus operation với tẹt tông chúng mình đang cao prap xin thế này nơi khả năng nâng về ai miền camera mà chủ nón về miền feature tập pi để về miền tập one shot rồi có AI servo để sắm rap canon cứ về phở pi one shot việc prao pi AI servo hay chủ mồi AI focus này trong cả đà này. Tại sản phẩm Sony rồi còn Nikon cứ prao pi thà AFS rồi còn Sony cứ gọi AFS đá cứ sản phẩm từ lời one shot. Hỡi prao pi AFC từng Nikon từng Sony rồi còn camera Fuji gọi prao pi C đá cứ AI servo. Hỡi chủ mồi nâng Sony rồi còn Nikon cứ prao pi thà AFA so đây Canon cứ prao pi AI focus chẳng nhom nâng bây giờ mùi mùi mình cứ nhom prao pi keyword đại việc khóc nếp bằng tay là việc prao nâng đôi khi tế chẳng one shot này cứ kì prao xâm rạp ca thoughts ai nà mùi đại việc xìm xìm đại việc mình miên clap đô cho là nè và chẳng ưu thọ tha dừng thọt một đê là cái cho dừng thọt portrait để cái cho dừng thọt xìm xìm chẳng cứ dừng prao one shot này dừng lock focus từ lơ sắp dịch tới cứ dừng ai thọt ba này cứ dừng ai thọt ba chẳng rụp nâng về dừng chập từ tàm nâng này thôi tích và trẻ chẳng cứ rụp mà po để nơi xìm xìm chẳng là admin cho là nà ai tè nâng cứ dừng prao one shot chỉ một nước cái đau chỉ ai cái đau nơi xìm xìm nâng cứ dừng prao one shot xong rap AI servo rư có pi AFC vĩnh miên này thá camera vi ọt chập focus ở chọp tê vi chập và lên hãy đánh tam cho là nà là hột đánh tam cho là nà là hột chẳng ưu thọ thay dừng thọt cổn khmên dừng thọt khăn cam vị thi đè nẹ để dừng thọt nó kê ọt nơi xin nghiêm ở dừng thọt để cứ kê đa là hột miên cho là hột đôi khmên đôi sát ấy chẳng cứ dừng prap ở vi chụp ọt ban để vi tư tam tà nào vi ấy chẳng dừng prap AI servo và tốt với dân pra AI sẽ vô hết chùm đoạn focus để dân chân này chân dân chân dân chập sắp chết cái này nè chân dân đặt chân đoạn nâng ở trong lưu sắp chết tới hai dân pra AI sẽ vô nơi p đại sắp chết để dân thoát nó miên cho là nè viên nửng chi dân đánh chập tam focus từ lưu sắp chết để miên cho là nè nâng đói mình phương ai rụp dân phải lờ thì nơi p đại rụp miên cho là nè hai dân pra one shot viên nửng phương ai rụp dân out of focus miên này thà vì chân phát vi chân đoạn để focus chân cái này nó cứ dân pra AI servo rư có AFC. Sầm rap chân nói mùi tiết đại bẹo con chân mùi nâng biệt tha AI focus ní rư có AFA. À, pin à, mùi ní AFA rư có AI focus ní cứ côn cắt à pin ní. Côn cắt à pin one shot ní hay nâng AI servo. Miên này tha nâng p đại dân thọt là bỏ đại nghiêm. Vìa đa tua đôi one shot chẳng. Mùi chập lọc focus chọp chẳng tờ. Còn thay nó phải để sắp chích để dân thọt chập đam miên cho là ná. Viết có chập đam đánh được khi này đài. Viết có chập đam đánh tam sắp chích được khi này đài.
đôi dương thọt cồn khmê dương thọt lan mà tô để miên cho là nào là hốt ấy nấng cứ viên đừng chạp đam đánh được như này còn tài côn bị bạn bỏ AI Focus ní rư có AFA nấng thế bắt đầu viết đánh tam sắp chết với bắt đầu viết one shot man còn tài vì dư chẳng việt tơ kp và lia đầm bay sầm lại chật ha ta là bọn nó nơi xiêm rư có là bọn nó miên cho là nào chẳng vì dư chẳng phơi aoi pe khá giờ này đánh tam sắc cam phiệp toàn này của đời ra vì là cực mơ sân mà play để vì ăn vui trong như thế split second này tập của man mùi lơ mà rồi mùi lơ mà pon second này tới phần thái sắc cam phiệp mà chuẩn nón lứa này tự bắt đây chấn camera lại cực đánh rừng đánh là đánh đánh cái tay ở bắt đây này chấn bàn tha dướng chuyện nẹp bình chia camera dựng đằng ta dương thọ là bỏ đại nợ xiêm rứ có dương thọ sắp chết để miên trò này chấn dựng đã về chòm chòm đầm đồng tới và thọ xiêm one shot và thọ miên trò ná sự vô để dịch để all phần nâng nè, anh cứ AF operation, auto focus operation nâng ảnh chẳng ca pra pra cứ vì miên lạc khăn xin khi nì one shot dừng thọt bỏ xìm xìm sở vô dừng thọt ca đánh tên lơ cho là nà bà toàn bán phần nâng anh cứ chia chùm nội xung khăn mà chẳng nuôn tên lơ back screen bỏ camera toàn bán phần nắng đôi chia mình miền ấy tiết tế tờ lơ hưởng back screen nắng nâng này xong 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 chẳng nhiều một tí hoa dân mỡ nó phê để dân vô nó phê để dân vô single shooting nế trông mùi thoa mà đá nhầm vô viết có dân mơ rụp được không bảo đại nhầm chọc nế chẳng nhầm chọc nâng nhầm vô là của bên tay với miền phí là của bà mối ở miền là so hả mối miền là so hả nâng bàn nhầm chì dân vô miền phí là của nơi phê để dân vô bà là của bà tụi bây chỉ dân cho chọc cả đời cứ rút việt thọ tầm đòn tề thì nhóm cho chọp phần nắng cứ việt cho tầm môi môi chẳng tề phần tái bờ sân thì dân vô ở so e nâng vĩnh cứ viên nâng p để dân cho chọp phần ná viên nâng khọt lươn phần nắng chẳng mấy dân sạp lưng sẽ lấy nhỉ môi môi nâng p để dân chọp tề phần tái ở lớn nhóm đô thì chỉ ở so e nâng chẳng nhân chạm sạp cứ bờ sân phần tái bờ nhóm viên lâu chính nhất luôn anh nâng pẹp con speed camera mấy luôn vì ở trên nhà sau ấy chứ việc khơi vận tải việc ao dương phà việc bàn việc miên vận tải việc ai phà việc bàn này nâng phép con đường speed memory menu cũ bờ kiện nâng ao ở sau ấy phà bàn chung cá memory dương dứt rư co ai tham miên lại khnạ ai nam mua xén cứ việc ao dương phà nâng tay phù nâng cứ cái hai thang speed trong việc tìm là bươn camera nâng lườn đó là bươn memory card nâng lườn đoàn nên chẳng nhôm chọc tầm mà prai của mình nhôm sợi này anh ấy ắt cá đấy nè nhôm sợi này vòi mấy ắt tay của đời ra virus toàn hơi vậy nè rai pha làm toàn hơi bóng toàn bàn đấy bạn vô lên luôn bạn vô lên luôn đời ra đại bao nhôm vi ắt ai prai so e chân ban bạn nhôm ngon bà con chan luôn cụ bà này này cho nhập xe tiết miền sầm nô y tế đây mũi tiêu lục cụ phép con người ta camera bao giờ về miền function crop á lục cụ về để dân crop tới về quality crop nó cứ về cắt rụp việc thà crop nó cứ cắt rụp chẳng ưu cho thà rụp nhưng mà pay megapixel rồi hay dân crop chào khla chẳng là sao ta đọc của mũi nó sao ta đọc pi megapixel đấy nè chẳng việc bắt côn được phép rụp ở khla ba đây của tẹt tông tầm hôm côn được phép rụp megapixel nó tẹt tông chỉ mũi nó pay để dân print bà cana megapixel dương phố dương print thông tới về nơi chụp ảnh lo hay bà dương crop chào khác
dương vô mà print vì ở sơ sharp đôi à resolution khô tê bản tay bởi xanh thì dương crop hay post tam Facebook ấy mơ mà đăng tê mùi na cả đôi tật nế năng và tất nhiên là của nhóm nhưng chân vậy bị crop lơ camera món là của nâng này crop lơ ấy cái đôi ai ta crop cứ miền đây tha bắt bong resolution này bản thay dương crop tam edit crop tam p để dương edit p để dương crop rút tam camera đôi khô nế và nâng này bà bà ở con chân của bà ok nói chẳng hạn đấy cứ chơi chuyện nói một chuyện nữa là con ông ca pra bị cào camera bao giờ đôi chi admin ai tiệt tế bẹp phòn cho môi nâng back screen camera này nhưng ai vô bàn chán hay cho môi nâng ca sợi mà sao mạnh bằng tay nhưng nâng miền rương xe tiết đôi chi ca pra và tốt tiết nhóm nâng như vậy ông pi hướng composition rồi còn dân hai tha lẽ khả năng này ca chập lòng lẽ khả năng này ca chập lòng rồi còn dân hai tha framing nữa chẳng nhom nâng chập đàm bài software đồng bài bằng hàng cho khá nghe số là khả năng ca mở chăm tịch sấn โอเคปานนั้นយើងនឹងនិយាយគ្នាអំពីរឿងcomposition ព្រោះនេះខ្ញុំត្រូវគូរូបមួយចំនួនដើម្បីឲ្យយើងអាចមើលហើយយល់បានតែប៉ុនជាមួយនឹងcomposition composition គឺសំដៅទៅលើរបៀបនៃការចាប់ប្លង់របៀបនៃការចាប់ប្លង់អញ្ចឹងនៅក្នុងscreen នៅក្នុងការចាប់ប្លង់នេះនេះខ្ញុំគូឲ្យយើងមើលគូឲ្យយើងមើលខ្លះៗ អញ្ចឹងនៅក្នុងប្លង់មួយមួយជាទូទៅរបៀបនៃការចាប់ប្លង់របស់យើងគឺវាមានរឿងច្រើនដែលយើងត្រូវដឹងទីមួយគឺលក្ខណៈនៃការក្របហ្វ្រេមការដែលយើងចាប់ហ្វ្រេមមានន័យថាយើងផ្ជុំកាមេរ៉ាយើងកម្រិតណាធំប៉ុណ្ណឹងខិតឡើងលើខិតចុះក្រោមខិតឆ្វេងខិតស្ដាំយ៉ាងណាយ៉ាងណាហ្នឹងគឺអាហ្នឹងគឺគេហៅថា framing ហើយបើពាក់ព័ន្ធជាមួយថានៅក្នុង framing របស់យើងមានស្អីខ្លះមានឡាញមានខើមានពណ៌មានអីមិនខ្មិចអាហ្នឹងគេហៅថា composition អញ្ចឹងអ្វីដែលយើងនឹងនិយាយគ្នាបន្តិចទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង framing ហ្នឹងទៅខ្ញុំទៅសេណូតដើម្បីកុំឲ្យភ្លេចអញ្ចឹងទី1គឺ frame ទី2គឺ composition បាទហើយនឹងមួយទៀតដែលយើងនឹងនិយាយគ្នាគឺ light ពន្លឺបាទ3យ៉ាងដែលយើងនឹងតិចតិចនិយាយគ្នាបាទអូខេអញ្ចឹងទី1គឺខ្ញុំនិយាយអំពី frame អញ្ចឹងនៅក្នុងframing គឺជាទូទៅនៅក្នុងរូបរបស់យើងមួយមួយគួរតែមានelement 3 ដែល គួរតែមាននៅក្នុងរូបព្រោះបើសិនជាយើងបាត់បង់element ទាំង3នៅក្នុងframeនឹងរូបយើងមិនសូវជាមានភាពតាក់ទាញទេភាពតាក់ទាញនៅក្នុងរូបគឺវាអាស្រ័យទៅលើelement 3ដែលទី1ដែលយើងហៅថា foreground បាទ foreground អញ្ចឹងពេលដែលយើងថតរូបគឺយើងព្យាយាមសម្លឹងរកមើល foreground បន្តមកយើងតែងតែស្គាល់ពាក្យថា background មែនអត់ background 2 យើងមាន foreground យើងមាន background ប៉ុន្តែនៅមានមួយទៀតគឺ mid ground អាចថាកន្លែងហ្នឹងអ្នកខ្លះអត់ដែរធ្លាប់ដឹងរឿងហ្នឹងទេអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបមួយមួយគឺបើសិនជាយើងមាន element 2 នៅក្នុងចំណោម 3 រូបយើងបានល្អប្រសើរហើយតែបើមានទាំង3ហ្មងគឺរូបមើលទៅគឺចេញលក្ខណៈ 3D effect តែម្ដងមាន foreground មាន mid ground មាន background តើ foreground mid ground background ហ្នឹងវាយ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងបើសិនជាយើងមើលកាមេរ៉ានេះយើងមើលពីចំហៀងកាមេរ៉ាយើងចេញពីខាងនេះទៅកាមេរ៉ាយើងគេហៅថាកាមេរ៉ាយើងមើលពីខាងនេះអញ្ចឹង subject បាទបាទមានស្អីអញ្ចឹងមក
chẳng ưu thì ho tham miền nôm miền đảm chơ miền anh nơi khẳng cao ấy nhỉ cứ background và miền background hãy đo miền sập chơ miền đảm chơ miền xây 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 thế đại nơi bị mốc sắp chơi hiện lơ băng nắng anh nắng cứ foreground foreground hơi xây từng lai na đôi miền tóc miền cái miền lan miền xây đại nơi smile cho mũi đường sập chơi nít cứ midground chẳng cái lai nắng nơi p đại khăn ông rụng bây giờ miền element tầng bay nước việt phôi rụng giống miền phía tẹt tiền phần tai bờ sân chịu bạt lại na muối cứ rụng giống mình xây chỉ miền phía tẹt tiền để toàn bàn đấy chẳng riêng roll p để giống thoát cứ giống chi giống sầm lăng mơ nông frame bây giờ tầng bay ở miền foreground midground nơi small shop khnề mùi subject hay mùi nắng background của giống đắng này xây tầng lai na đại nơi small khnề chỉ mùi nắng subject biển nắng chụp bạt đôi khnề bờ sân để giống dễ bị hướng đẹp to feel bị sao mình xây từng lai na để nâng small subject viên được chụp bạc chấn dân đừng khơi là bóp xem xem để nâng lại nâng chụp bạc hơi foreground background blur chấn đôi khi nó ưu ti ho nít và chấn đôi nâng nó ưu ti ho room cover mùi nít và chấn dân khơi midground này structure nâng hàng lớn này khơi chụp bạc small subject yet vô đời xa nơi srop khnề nơi smile khnề cho mỗi nâng subject chẳng lại nâng cho bà đọc bê à đam smile đam chơ ấy bị mốc nè viên đâu bị mốc subject tập bê chẳng viên blur bị mốc hơi background nơi khăn khối có blur đài chẳng dân khơi miền foreground miền midground miền background chẳng đọc bê đại dân miền element tầng bay nó bị phô ai rụp nó mơ tên đại chỉ lẹ khả nạ 3D chẳng ảnh mình men chỉ photoshop effect mình men chỉ ấy tế cứ chỉ là khả năng nâng cao và cao framing đại miên element đang bay nâng 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 và nâng cứ nâng cao pra foreground, midground, background này chẳng đôi khả năng rụp nít đôi khả năng đá đôi khả năng rụp nít đôi khả năng đá chẳng đôi khả năng rụp tìm mùi nít chẳng hẳn chỉ foreground hẳn chỉ midground sắp chết hay chỉ mùi xe xe nâng midground đây bông xong cắt background và đây bông nhóm mặt khơi slide bông khơi tập trang so mặt khơi picture Oh. Đăng thay nè đặt tay mới khơi được chưa mọi người? Hai error đối khi này chọc. Nhưng khơi là bong cu là lớp tiền. Nhưng khơi không mà đa. Ồ, và hai chia internet nhưng slow vậy. Mà chọc mà xa tiết chẳng. Sẽ nhưng khơi ta rụng nổ khổ cô này là cứ. Ồ, đôi khi nhau mà chẳng. Ok, chẳng nhau mà xa tiết nè. Mà xa tiết phố đồng bây cùng ao dương ọt dồn. Phần tay mình dân sẽ đáp toàn hướng foreground, midground, background này nè. Toàn được rồi bạn. Toàn được rồi. Chẳng nhóm lợi của tì hoa màu bằng hành. Lợi của tì hoa màu bằng hành. Tên lợi hướng foreground, midground, background này. Tên lợi slide dương tì môn. Và này cứ chia rút đài viên biên element tàng bấy. Đài nhóm dây mình cứ midground, foreground. Hơi chữ môi nâng background. Chẳng đôi nước nông rút đài dân ban khơi ní. Anh ấy dân công kết logo nít, logo đã bạt ấy, chọp nâng ấy. Tại dương mơ structure hàng lơ nít. Bà, thôi nhé, khởi trace line này dùng cu lơ structure hàng lơ nít ấy. Bà mong khởi. Bà, chẳng, cái lấy nâng dương mơ tất khởi focus cho bà. Prua đòi xa cái lấy nâng nâng smile kia chìa mùi nâng sập dịch. Bởi vì maintain tất cứ mà nước cho crom đam chơ cái lấy nâng mòn. Cho crom structure cái lấy nâng tèm đòn này. Cái lấy nâng tèm đòn. Chẳng phơ ai. Cái structure nó chỉ midground chẳng cái line nâng đôi ưu ti ho để dân dạy kia pi rương mà sao mình hưởng depth of field xây từng line na để nâng slope kia cho mỗi đường subject viên đường chụp bài chẳng nít cứ midground nâng smile cho mỗi đường subject của chụp bài midground của chụp bài còn tái xây để nâng hàng mục nữa viên blur đời sao viên nâng bị mục subject tới hai lên dân pra aperture f thống f pi 7 chẳng việt phương ở hàng mục này blur chẳng anh viên chia foreground hay background để nâng crowd cho ngay subject nữa có viên nơi cài port bị đẹp tôi feel này chẳng biết thưa ơi cái lại hàng cào nó blur đôi khi chẳng nơi đây miền foreground blur background blur hay miền cái lại nơi trong cái đá để cho ba nắng dương mơ tới khơi lại khả năng rụm nắng đôi 3D effect chẳng viên chia ca bằng ca nơi framing effect mình men chia photoshop rồi có ca edit cắt toi để cứ nơi nông ca pra framing effect để dương vậy mấy đôi phải từ foreground midground nắng background và còn bán ban cùng bà chẳng ưu ti ho ta lơ rụp mùi xe anh tiết bạn đã in nó đón bạn nó chảy nó chẳng đôi ưu ti ho nơi lơ rụp tì mùi nế rụp tì mùi và nơi rụp tì phí và
chăng mình tha ca thọt landscape ca thọt miền portrait miền ấy thế cứ dương trâu bưng bài từ lơ element từng ở năng nằm bay ở rụp dương miền phía chập ở rầm miền phía tẹt tin như không nào chăng đôi dương khơi nơi khăn ông rụp tì muối nè miền xây nơi bị mộc hàng cào nên chăng anh ấy về chỉ foreground à cái này nè cái này tên này nấng anh ấy về chỉ midground cái này là subject nơi smart nấng à hàng cào này về chỉ background chăng nó bây đây về miền này effect ở năng việc vừa ao rụp bao nhiêu mơ tới lệ khả năng sri đi đại phật màu mơ tới hiện khai để chia ca chào rõm á nè nó cứ chia chỉ nói mỗi nơi khả năng ca pra midground foreground background hay đôi rụp tí pi ní cứ dương ăn miền foreground thì dương miền tại midground để midground hay đừng say say chung mình ní mà midground hay chung mỗi nơi background đẹp lờ chẳng vừa rụp nó mơ tới có miền sập hiệp đội đại phật tranh màu pí background này hay rụp hàng crown đấy đôi khi nhé anh ấy chia foreground anh ấy chia subject chia midground hỡi background từ lứa mì và lại nâng hay để vừa rụp nâng bậc cao từ chia phía tẹt tiền bàn dương ai tha pe khác dương chia lan tạm plu từ khai tới ấy dương khơi từ sự phía mì với xa đó bậc ta từ pe đó dương thoát rụp dương ngót cao sao mưa tới xa từ mì mền phù đời xa nơi không frame bao dương việc bắt element of p việc bắt foreground việc bắt midground việc khơi từ mì pe khác dương khơi là nghe là những chiếc nông lan khởi tay giúp hiệp mình đôi xa nó thọ tức đôi ọt cợt vừa là sao mấy foreground nhớ là nhẹ nhảy midground nhớ là nhẹ nhảy miền là mệt chấn rụp nó khoảng hiệp tẹt tia nhảy cho mình than được không chừng nào ông element đang bấy foreground midground background bờ sân để dân miền pi nó không rụp nó cứ việc vừa rụp dân miền hiệp tẹt tia chiến đại khoảng element và bờ sân để dân miền là muối cứ rụp nó hiện sau vậy mà chấn được không rụp để nhau một tí ho ní mình men miền đại rương midground foreground background tế cứ biên nơi miến rương mùi tiết nơi không nắng đầy dương hai tháng composition element chân ca na để dân dôn bị ứng nâng chú bác vì ai phương ở dân bậc ca rút hiếp đơn miên kiếp tẹt tiền nâng cho ra ơn chiên thoa mà đà và ok chân nê chiều tia ho mánh để phép bọn cho mùi nâng foreground midground background chân môn nâng bà to tới tiết môn nâng dây bị ứng composition cứ dân chân ở dân dồn cho bác bị hướng hướng foreground, midground, background mình sân của nó việc trở ra cùng khía chỉ mùi nâng composition còn bà nế, bà nâng chạp toàn nế toàn là khổ toàn bà, ở cùng chán nhập xe anh tiết môn nâng dân toàn của toàn toàn là khổ bà đấy chẳng dừng nâng bật to từ chủng loại mùi sinh tiệt là vẽ con chủng mùi nâng đại dương hai tháng composition ok chẳng bị giấy dương cho đo riêng composition hỡi chẳng hạn đấy cứ chia blank screen đại dương từ mở vẽ pon cho mùi nâng composition chẳng nâng không composition cứ cái miền rule basic rule mùi chùm nốn đại dương từ follow phần tai mình men tha rule lúng phơi dương ngọt cả là tề nhé mình men rule lúng phơi dương ngọt cả là tề basic rule cứ còn tại chia rule mùi đầm bay ở dương vọt từ tám np đại dương kẹn nhưng đang thử mất chân dương anh follow từ tam rule lưng tới bị chui ở rụp dương miền phía lọ và xá chiêng ở miền cấp buồn ở miền khán đại đài phần tay sorry phần tay nó về để dương vô bị rule lưng chứ bác dương anh break rule lưng bàn và chăm follow của bạn này còn đấy chân nó về để dương mình toàn check cứ dương tới follow rule phần tay nó về để dương check cho bác ấy rule is just a rule you can break it chúng ti mũi nơi khăn basic rule ti mũi nơi khăn composition cứ cái hai thá rule of third và rule of third nè khá thá third of the rule nè khó hòa hai thá rule of third chẳng rule of third cứ mà dẫn chẳng rule of third cứ miền này thá yeah.
rule of third គឺ មាន ន័យ ថា នៅ ក្នុង frame របស់ យើង ធម្មតា frame រូប របស់ យើង មិន មាន ត្រង់ ទ្រាយ អញ្ចឹង ហ៎ បាទ អញ្ចឹង rule of third គឺ គេ ស្មាន frame ទៅ ជា 9 កាឡា ចេះ បាទ 9 កាឡា បែប ចេះ អញ្ចឹង រាល់ ចំណុច ដែល សំខាន់ គឺ គេ ដាក់ នៅ ចំ កន្លែង អា ខ្វែង នេះ អញ្ចឹង អា នឹង បើសិន ជា រូប ផ្ដេក បើសិន ជា រូប ឈរ ដូច គ្នា ពុះ frame ទៅ ជា 3 អញ្ចឹង ទៅ អញ្ចឹង អា នេះ ជា ចំណុច សំខាន់ នេះ ជា ចំណុច ដែរ សំខាន់ អញ្ចឹង សួរ ថា សំខាន់ នឹង យើង ជា ស្អី គេ បាទ សំខាន់ នឹង អាច ថា ជា ភ្នែក អាច ថា ជា ឧទាហរណ៍ ថា បើសិន យើង ថត ផ្សាយ មេតិកម្ម មាន នាឡិកា មាន អី គឺ គេ ដាក់ អា នាឡិកា នឹង ចំ rule នឹង ចំ អា កន្លែង ដែល ខ្វែង នឹង យើង ធ្លាប់ ឃើញ គេ ថត ផ្សាយ មេតិកម្ម នាឡិកា គេ ដាក់ ដៃ អី អញ្ចឹង គេ មិន ចេះ ដាក់ ទេ គឺ ដៃ នឹង នាឡិកា នឹង គឺ វា នៅ ចំ អា ចំណុច ខ្វែង ចំណុច ចាប់ អារម្មណ៍ នឹង ហើយ អញ្ចឹង អា នឹង គឺ rule of third នឹង ឯង គាត់ នេះ អាច ថា ជា ស្អី មួយ ដែល ជា ចំណុច ចាប់ អារម្មណ៍ អាច ជា ភ្នែក មនុស្ស អាច ជា មាន ផ្ទះ បើ ក្នុង ករណី ទេសភាព មាន ផ្ទះ មាន អី នឹង គឺ អា នឹង ជា គេ ផ្លេស នៅ ចំ កន្លែង ខ្វែង ចំណុច ខ្វែង នឹង ហើយ សួរ ថា ចុះ បើ ក្នុង រូប យើង មើល អត់ ឃើញ ខ្វែង នឹង បង នឹង អត់ ឃើញ ទេ ខ្វែង នឹង យើង គ្រាន់ តែ ស្មាន គាត់ នេះ យើង ស្មាន តន បាន ត្រឹម ប៉ុណ្្នឹង តាក់ទង ជាមួយ នឹង rule of third Come on, man. Ba. Chẳng rule tìm môi mình toàn ba nát. Toàn toàn. Ba. Rule tìm môi mình chẳng bao ưu tiên hoa tha. Admin rule nó mẹn thật khói nè. Admin rule nó mẹn thật khói. Ủa nè khá chờ nè thật tâm trái tập bộ chẳng admin rule of third khó mẹn tê. À nâng việc còn này chỉ basic rule bảo viên mẹn có hay cho cùng tầng ngày nào muối. Dương dô lưu tên lưu rule FC anh tớ. À rule of third nâng kê tục chào lại kì lên pra bạc hơi. Nế kì lên pra bạc hơi rule of third nâng ngon. Chẳng rule of third mà phần năng bờ mục mà nước cứ phần này bờ tê dập hiếp chuồn cá ai tha miền tê miền nôm miền này chẳng tờ chè công mà chẳng dương nâng bật to chô tức nông rule tí pí mấy như rule tí muối cư rule of third rule tí pí cư dương hai thá golden rule golden rule cư ai thá bẹo pon chùm mùi nâng mơ nhầm hò mơ tí hò tí sân của chúng ta ai thá dương ọt dũl chăm và nâng tí hò tí sân nâng ai chẳng ní cư chía ឧទាហរណ៍ដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង rule of third នឹងឯងអញ្ចឹងគឺយើងពុះ frame យ៉ាសេគូឃ្យូមកសើឃើញនេះយើងពុះ frame យើងស្មានដែរយើងពុះ frame ប្រហែលជាប៉ុណ្្នឹងហើយនេះចំណុចដែលសំខាន់គឺវានៅចំកន្លែងខ្វែងនឹងវាមិនប្រកាសថាចំកន្លែងនឹង 100% ទេណាប៉ុន្តែគឺវាប្រហែលអញ្ចឹងអត់ណាអាហ្នឹងគឺ rule of third នឹងឯងតែវាគ្រាន់តែជា rule មួយទេអញ្ចឹងបន្តមកគឺយើងនៅមាន rule មួយផ្សេងទៀត rule ទី2របស់យើងដែលត្រូវយើងអាចអនុវត្តទៅតាមបានហ្នឹងគឺយើងហៅថា golden rule golden rule អញ្ចឹង golden rule វាប្រហាក់ប្រហែលគ្នាជាមួយនឹង rule of third មិញតែគ្រាន់ថានេះគឺវាជាទូទៅត្រឹមតែខ្សែបញ្ឈរឬក៏ខ្សែផ្ដេកមួយទេអញ្ចឹងក្នុងករណី golden rule គឺវាចែក frame ទៅជា3បែបនេះបាទចែក frame ជា3បែបនេះណាអញ្ចឹងយើងពុះ frame របស់យើងស្មាននៅក្នុង frame កាមេរ៉ារបស់យើងគឺសភាពបែបហ្នឹងរួចហើយ subject ដែលសំខាន់គឺយើងដាក់នៅលើខ្សែបន្ទាត់នេះអញ្ចឹងឧទាហរណ៍ជាមនុស្សដែលឈរឧទាហរណ៍ជាមនុស្សឈរអញ្ចឹងគឺយើងឈរនៅឈរបែបនៅចំកន្លែងកន្លែង golden rule នឹងឯងតនបានហ្នឹងហើយ
chẳng hỡi xong rạp mục cứ nơi chóm chúa rule of third để dừng dậy khi mạnh còn mà nếu anh cứ rule tí pí golden rule nghe rule thì anh cứ dừng còn reframe camera và dừng khách xuyên khách xâm focus ở chóm subject bạp nâng tới cứ dừng ai reframe chẳng ba này toàn bán phần nâng toàn lúc rule toàn chẳng bật to pí golden rule nâng máu cứ nơi miền rule mùi tiết cứ dừng hai thá horizon line horizon line cứ bia sẽ điên khnia chủ mùi nâng golden rule mạnh đá phần tay cron tá bia chỉ lẽ khả nát sai đệ vinh sai đệ vinh nên nhóm cu sai nâng ở hiện trường thì tới đồng thời dừng mưa khơi mà sai pop sai khnia chẳng horizon line cứ sầm đá từ lơ sai bật to trường mê chứ sai bật to trường mê ưu tiên họ tha khnông nè sai bật to trường mê chẳng ai tha pe class dừng khơi sai bật to trường mê ưu tiên họ tha nick tập trường máu rồi gọi đây rồi gọi ấy chân tới hay khăn ấy cứ mệt mình phục mình ấy chân tới chắc là cái lại đặt sai và toát khăn chạy mệt hay nặng đấy nè nó cái hai tháng horizon line và horizon line chân không cạn đây horizon line cứ dừng bay chạy frame nâng thơm mít áo viên đây trong sai và toát thì mùi phía bay nâng pi phía bảy mùi phía bay nâng pi phía bảy chân ưu thì họ tha phần nét cứ mùi phía bảy khăn nét crown nét cứ pi phía bảy này frame chẳng xua tha ta dân outside và toát horizon line những trăm cầm rật mùi phía bay này frame khẳng lơ như thế rứ có mùi phía bay này frame khẳng cao như thế mùi nè chẳng hạn ít cứ dân bay chạy horizon line nơi khăn frame bao dân cứ tờ tam phía xâm khăn nơi khăn rụp bộ ưu tiêu hoa thả rụp bao dân miền mê xa miền ấy trơn chẳng tức chẳng dân out khăn khăn lơ ní phía phía bay tờ dân out khăn lơ nơi điên tràn tờ ta bần nơi khăn ưu tiêu hoa để nhóm cù ní cứ miền đây tha tây đây khẳng cao ông này miền xây dòng khăn chiên chở này chẳng bằng dương ao viết pi thiệp bay nực nóng nực nồng rụp đầy dương khất horizon line bởi dương hiện làng ta lớn tịch và bạc chẳng nó cứ horizon line toàn bà nế chẳng nhóm ưu tì hò dương mớ ưu tì hò dương mớ sấn và chẳng ní đôi rụp ní tờ đá này rụp ní rụp mùi ní và chẳng nhiều mớ cứ dùng pull frame theo và hai chía vì mình phải cắt tha mùi phía bay pi phía bay mặt chậm thế này cứ việc phải hạ và hai là phần ta nó cứ dùng ái follow tờ ba này chẳng cứ miền đây tha đòi xa miền này miền post miền popok ấy trả này bởi ní cứ ở miền tây xin thì cứ miền tạc sai nó về chỉ liệt là hồ từ chứ cả đá đá là vì boring nhưng mà càng khổ về ở miền tây thì ở miền tây sao mong cứ miền tạc tận chẳng hãy tê lo chẳng hãy cứ khơi nhà spin cứ chè về anh từ chẳng chẳng ở miền tây đây sầm khăn chẳng không cả đây để vì ở miền tây đây sầm khăn chẳng cứ nhôm ao về trầm tại mùi phía bay này càng cào miền tây chẳng ao khơi tây mây này riêng tràn đỏ pi phía bay nè nó cứ dừng pull horizon line bẹp nè nó cứ rule tây bay bây giờ đại dừng dây ở pi horizon line toàn mà nè và chẳng bật to pi rule horizon line cứ dân pra mùi phía bay phía bay vẫn tác phê khác dân ai đã cả đào bàn này của dân ai đã horizon line nước này trong cả đào bàn này đối thông cả này ní ní cứ horizon line trong cả đào tầm đó nè trong cả đào dân ai pra horizon line trong cả đào bán lúc tra tại nơi không rụp bởi dân cứ miên composition mùi xế để dân hai tháng symmetry symmetry chẳng symmetry miên đây tha khẳng lớ smile khnia chmuoy nung khang kraom chang jeung meur khang leu khang kraom vie chea reflect vie chea reflection bos khnia te veng te mao chang vie doich khnia leu kraom chang jeung aich pra horizon line ne chom patot kadal ban jeung aich pra chom patot kadal ban na nung keu horizon line dai jeung puh ne chom patot kadal dai jeung prae ne knong composition dai jeung hai tha symmetry chang samrap symmetry keu jeung aich prae vie rương mùi tiết cứ về để dân pull frame trong cái đá chẳng đá bàn nữa cứ không cả này bạn đi nè không cả này bạn đi và không cả này bạn đi
bắt đại notation nâng tới na tiết á chế tập bắt đại note nâng yeah mà chẳng được nông rule tí buồn bởi dân cứ dân dạy mánh cứ symmetry chẳng được bê để dân chụp lại khả năng symmetry cứ dân ai đặt horizon line nâng trong cả đảo bàn đôi khi nữa đấy nâng bê để dân chụp lại khả năng symmetry cứ dân ai đặt sắp dịch trong cả đảo bàn này đôi khi họ rụp lên chẳng cứ dân phục trong cả đảo frame đầm đòn phố để xa hàng chuyến hay nâng hàng sát đám smart khả nịa còn bàn ấy ảnh à, cứ composition symmetry ok. Yes, bro. Và chẳng bật top bị symmetry hay cứ dân nâng miên composition mùi xây tiết để dân hai tháng in the frame, in the frame, in the frame. Chẳng dân mơ nó không nông rụp mùi ní, rụp áp xa ra ní, dân khơi nhé, rụp chung vinh nâng. Và chẳng A4 cái đó nó chung vinh nhé. Việc đa tôi chỉ frame rồi bỏ rụp. Việc đa tôi chỉ frame rồi bỏ sập dịch. Nên chẳng cứ tù ống trong cái đá lắm. Hay foreground nâng miên đàm chơ miên ấy nâng hay when nhẹt thinh để dân apply effect nâng vì clay thì chia frame bó bó rụp chẳng không cả này để dân miên composition element bài mình chế dân ai forget about rule or third golden rule horizon line whatever dân ai forget việc bàn dân dọc tam rule in the frame đi vậy ok và chẳng hạn nâng cứ in the frame chẳng được không cả này ní in the frame có miên đầu tiên họp xe tiền đá được không cả này ní và cái này nick có dùng follow the tam in the frame này nick đối sao clown phía này viên clay tới chia frame robot subject chứ anh cứ in the frame đối kia và chẳng cần ai tại dương miền là element bài nâng bị chui ở rụp dương miền phía tẹt tiền cái bị hướng in the frame cứ viên đang miền composition xem chết đối chia line hơi nâng leading line chẳng là không thì họ nó dương khởi miền line nhé line và hai cô mày có việc vào mà lại và nấy cứ leading line cứ nó không rụp bây giờ cứ bị miên à được sai và toát đây bị chun nè dương ỏi rốt tờ rô say môi chẳng á chẳng năng viết chia leading line toàn đấy chẳng nơi pe để không rụp bây giờ miên composition leading line như còn line nó bị chui áo rụp dướng bằng cao nơi phía tẹt tiếng đôi khi đài cho môi nâng rule đợt tay xem xem tiết đại dương vậy khi điểm mạnh nơi khi nông rụp ní mình men trăm tài line để nhóm cụ tình trẻ tế cứ môi tiết đá cứ rụp line trẻ ní cứ chua 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 ní cứ có chía line đài toàn bàn ấy lại nâng chẳng nơi chia dâm sùm lăng rô mơ lành chẳng lãnh miên đôi chia hướng phở thân nô hướng tỏ xo phương bởi nơi đồng riêng chia khả chỉ chua sát tầm răng chua khả nê rư có xây cái đôi đại viên miên lẹ khả nạ chia lành mình chẳng bách tờ chia lành và tọt trăng tay xong bây tờ bê khá viên đọt 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 rư có xây khá đại tầm riêng chua khả nê chẳng tất cứ dân rõ viên chia lành bàn nâng ọ toàn bàn nơi khả nông ca pra pra lành composition chúng nơi khung line nó cứ về miền bài chạy thì chỉ phí đối nơi khung rụp đại miền tập song đấy cứ tìm mối cứ nơi khung nó cứ miền đại nó line đại nó line cứ line đại bạch chặt bạch chặt nơi khung rụp nó cứ miền line đại bạch chặt norm panel dương châu tới cái đảo frame đấy nó cứ đại nó line hay nơi khung nó có miền straight line này đối tua on tập song mà on nó cứ chia straight line nha chia sai bên châu trăng trăng chẳng trăng 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 mùi từ trên chân tới anh đang có chia straight line và cả đôi chia diagonal line chân đầu bây để dùng thoát cứ dùng chia dùng sầm lăng rô mới straight line rồi có diagonal line trên chân tới và cái pi line cứ nâng miên mùi tiệt đá cứ nè nó không đi có line đá thì chọn cứ line sầm bồ nó không ca đại dương rô về được không đi có chia line và chia line đi có chia line อัน นี้ คือ straight line straight line straight line พอง frame พองมาตอนบานให้เรื่อง line ตอนตรงมานั่นไงจังในขนมรูป sample นี้ยังเคยทาเมียน line เมียนไอจังเซนเซนจังประตอมาเทียบประตอปี line นั่นคือยังเมียน composition มวยเซนเทียบคือยังหาทา
repetition repetition គឺសំដៅទៅលើរបស់ទាំងឡាយណាដែលវាមានសភាពដដែលដដែលដូចនៅក្នុងរូបនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងរូបនេះផ្ទៃពពកនេះវាជា repetition ឬក៏ជា texture យើងមើលទៅឃើញមានកលេកលាច្រើនពេញនឹងអញ្ចឹងទាំងលើទាំងក្រោមអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជា repetition អញ្ចឹងព្យាយាមសម្លឹងមើលរឿង repetition ដូចគ្នាដែរ repetition មិនមែនមានតែពពកអញ្ចឹងទេពេលខ្លះដូចជាអញ្ចឹងឥតដូចជាករោដូចជាអីហ្នឹងគឺវា repeat ពណ៌អាសភាពអស់ហ្នឹងហើយដែលវាបង្កើនភាពតាក់ទាញនៅក្នុងរូបរបស់យើងបាទអូខេតន់បានចឹងដូចក្នុងសភាពបែបនេះគឺមាន line មាន repetition នៅក្នុងហ្នឹងឯងណាដូចអានេះអីចឹងហ្នឹងគឺមាន line មាន repetition នៅក្នុងរូបរបស់យើងនេះ repeat វាដែរដែរដែរដែរច្រើនដងហ្នឹងណាចឹងមាន line leading line leading line leading line repetition បាទតន់បានទេប៉ុណ្ណឹងចឹងអាហ្នឹងគឺជា basic rule នៅក្នុងការប្រើប្រាស់composition ហើយជាមួយនឹង framing នៅពេលដែលយើងយល់ពីរឿងអស់ហ្នឹងអស់គឺយើងអាចចាប់ប្លង់របស់យើងតាមអ្វីដែលឆ្លើយតបទៅជាមួយនឹងលក្ខខណ្ឌពិតប្រាកដអញ្ចឹងខ្ញុំ break down រូបនេះបន្តិចដើម្បីយើងយល់ថាក្នុងរូបនេះគឺយើងអត់មាន follow ទៅតាមនេះរូបទី1នេះគឺយើងអត់មាន follow ទៅតាម rule of third ទេមូលហេតុដែលយើងអត់ follow ទៅតាម rule of third ដោយសារក្នុងរូបរបស់យើងគឺមាន rule ផ្សេងមាន rule ផ្សេងដែលបង្កើតពីតាក់ទាញរួចទៅហើយទី1គឺយើងមាន line នេះគឺ line បាទក៏យើងមាន repetition បាទហើយមួយទៀតក៏យើងមាន symmetry អញ្ចឹងយើងឃើញឆ្វេងស្ដាំដូចគ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងគឺយើងបំភ្លេច rule of third ចោលបាទបំភ្លេច rule of third ចោលយើងអាចប្រើ rule ផ្សេងទៀតបានតោះនេះប៉ណ្ណឹងអញ្ចឹងអាហ្នឹងវាជាការប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រើ rule អូខេតោះមកនេះនៅមានរឿងមួយចំនួនដែលបន្តិចទៀតខ្ញុំនឹងនិយាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការជៀសវាងបកាខ្លះខ្លះក្នុងការប្រើ rule ក្នុងការប្រើ rule ដែលយើងនិយាយគ្នាហ្នឹងគឺលោកខ្ញុំចង់មកសួរបកាមួយទៀតដែលជាប់ជាមួយនឹងcomposition ដែរតកតងជាមួយនឹងការផតលក្ខណៈដូចជា low angle ឬក៏ high angle ហ្នឹងអានឹងយើងបញ្ចូលទៅតាមហ្នឹងហើយអាហ្នឹងលក្ខណៈបែបមិនយើងគួរទៅថត low ហើយលក្ខណៈបែបមិនយើងគួរទៅថត high ឬក៏ពោះធម្មតាយើងប្រើ composition យើងមើលតាមហ្នឹងហើយវាមានយើងមើលទៅតាម low តលក្ខណៈ low ឬ high ណាលោកហ្នឹងពួកអាចថែបញ្ជាក់បានបន្ថែមទៀតតកតងជាមួយនឹង low angle high angle ឯផ្សេងផ្សេងអាហ្នឹងវាជាគេហៅថា posing style មានន័យថាតើយើងឈរខ្ពស់ឬក៏យើងឈរទាបប៉ុន្តែអាការដែលយើងឈរខ្ពស់ឈរទាបហ្នឹងគឺដើម្បីសម្រេចនៅគោលបំណង composition ដែលយើងចង់បានទេអញ្ចឹងខ្ញុំឧទាហរណ៍ទៅលើរូបបែប pre wedding មួយចំនួនដែលខ្ញុំថតបែប low angle ខ្ញុំថតបែប low angle ចាំបន្តិចខ្ញុំបើក sample ឲ្យមើលអត់ងាយស្រួលយល់ព្រោះថាពេលខ្លះយើងយក low angle ដើម្បីយើងបង្កើតទៅជា composition អញ្ចឹងដូចនៅក្នុងរូប sample នេះមួយបាទរូប sample នេះមួយបាទអញ្ចឹងរូប sample នេះមួយគឺខ្ញុំទៀបខ្ញុំបទៀបកាមេរ៉ារហូតដល់ថ្នល់តែម្ដងព្រោះដើម្បីបង្កើតអីគេបង្កើត leading line បាទអញ្ចឹងបើសិនជាក្នុង plong នេះបើសិនជាយើងអត់ទៀបកាមេរ៉ាទេយើងអត់អាចឃើញអា leading line ដែលនៅខាងក្រោមពណ៌លឿងនេះខ្លាំងបានទេអត់បានទេតែនៅពេលដែលយើងបទៀបខ្លួនខ្លាំងយើងនឹងបង្កើតអា composition line ហ្នឹងខ្លាំងបានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនផ្សេងទៀតគឺដូចគ្នាដែរដូចក្នុងនេះពេលដែលយើងទៀបយើងឃើញ composition ហ្នឹង strong មែនទែនឃើញអា leading line ហ្នឹងខ្លាំងព្រោះ leading line វាជា composition element ដែលយើងនិយាយគ្នាមិញប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងយកក្នុង angle ធម្មតាយើងឈរថតធម្មតាឬក៏អង្គុយថតធម្មតាយើងអត់អាចបង្កើតអា strong leading line ហ្នឹងបានទេអញ្ចឹងវាទាមទារឲ្យយើងបទៀបខ្លួនកន្លែងហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំនិយាយថា position ដែលយើងឈរទៀបឬក៏ខ្ពស់វាអាស្រ័យទៅនឹងថាតើយើងបង្កើត composition element ហ្នឹងចេញឬអត់អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជាកន្លែងហ្នឹងយើងអត់ប្រទៀបខ្លួនគឺយើងអត់ឃើញឡាញទេបើសិនយើងថតខ្ពស់វាអាចអត់ឃើញហើយអត់ស្រងអញ្ចឹងប៉ុន្តែវាមានលក្ខខណ្ឌមួយចំនួនឧទាហរណ៍ថាមានផ្លូវខ្វាត់ខ្វែងកោងអីអញ្ចឹងបើសិនជាយើងថតទៀបហ្នឹងយើងអត់ឃើញផ្លូវហ្នឹងកោងទេវានឹងបាំងបាត់អញ្ចឹងតោះឲ្យយើងខ្ពស់ angle ខ្ពស់វិញបានយើងឃើញខ្សែផ្លូវហ្នឹងកោងបានមែនអត់ពេលដែលយើងថតផ្លូវលើភ្នំហ្នឹងយើងថត
smart យើង អត់ ឃើញ ផ្លូវ នឹង កោង ឲ្យ តើ យើង ឡើង ខ្ពស់ ជាង ផ្លូវ នឹង បាន យើង មើល ឃើញ ផ្លូវ នឹង កោង មែន អត់ បាទ អញ្ចឹង កន្លែង នឹង ឲ្យ ដែល ថា ការ ដែល យើង យក low angle ឬ ក៏ high angle គឺ ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ line នឹង អញ្ចឹង ឧទាហរណ៍ នៅ ក្នុង រូប នេះ មួយ ទៀត ឃើញ ហ៎ រូប ដែល នៅ ឆ្នេរ សមុទ្រ នេះ បាទ អញ្ចឹង បើ ក្នុង ករណី រូប នេះ វិញ បើ សិន ជា ខ្ញុំ យក low angle ខ្ញុំ អត់ អាច ឃើញ curve នេះ ទេ ញ៉ាំ អាច ឃើញ អា ខ្សែ កោង នេះ បាន ទេ ព្រោះ មិន វា បាំង ព្រោះ ពេល ដែល យើង ប្រទៀប ខ្លួន ទៅ អា ពី មុខ នឹង បាំង អា ខាង ក្រោយ នឹង អស់ បាត់ ទៅ ហើយ យើង ក៏ អត់ អាច ឃើញ អា curve line នៅ ក្នុង រូប នឹង ដែរ តោះ បាន ទេ អញ្ចឹង យើង ត្រូវ តែ ងើប ឲ្យ ខ្ពស់ វិញ ព្រោះ ក្នុង ករណី រូប នេះ វិញ គឺ ខ្ញុំ ចំអើត តែ ម្ដង ខ្ញុំ ចំអើត ហើយ ខ្ញុំ ឈរ នៅ អា កន្លែង ព្រោះ ផ្លូវ នឹង រៀង ចោត ចុះ ទៅ ក្រោម រៀង ចោត ទៅ ក្រោម អញ្ចឹង ខ្ញុំ ឈរ នៅ ខាង ខ្ពស់ ហើយ ខ្ញុំ រៀង ចំអើត ទៀត ហើយ ថត ពី លើ ទៅ ដើម្បី ឲ្យ ឃើញ អា ផ្លូវ ដែល កោង បត់ ដែល ផ្លូវ គេ ចាក់ នឹង បត់ នឹង ឯង បើមិន ឲ្យ យើង យក ទៀប តិច យើង អត់ ឃើញ អា effect នឹង រៀង ខ្លាំង អញ្ចឹង ឯង អញ្ចឹង អា នឹង គឺ ជា element បង្កើត ទៅ ជា composition element ដែល យើង និយាយ គ្នា មិញ នឹង ឯង តន បាន ទេ បាទតន គ្រូ បាទបាទ អញ្ចឹង អា នឹង គ្រូ ខ្ញុំ ចង់បន្ថែម មក ចំណុច មួយ ទៀត ឯង គ្រូ តាក់ទង ធម្មតា យើង composition វា មាន តាក់ទង ទាំង subject ហើយ នឹង object អញ្ចឹង គាត់ ចង់ បញ្ជាក់ ថា គ្រូ ថា subject វា មិន ចាំបាច់ តែ មនុស្ស ទេ ឬ ក៏ យើង ទៀមទៀម ថា ជា វត្ថុ ក៏ បាន ហើយ object ក៏ អញ្ចឹង ដែរ ក៏ មិន ល្គ គ្រូ បាទ អញ្ចឹង ពាក្យ ថា subject គឺ មិន សំដៅ តែ ទៅ លើ មនុស្ស ទេ subject មិន សំដៅ តែ ទៅ លើ មនុស្ស ទេ ពេល ខ្លះ យើង ថត បែប ទេសភាព អញ្ចឹង subject អាច ទៅ ជា គោ ជា កបី ឬ ក៏ ជា សត្វ អី ដែល វា នៅ ក្នុង frame របស់ យើង នៅ ពេល ដែល subject នឹងវាធ្វើវាបង្ហាញនៅស្អីមួយដែលជាលក្ខណៈសំខាន់ជាងធម្មតាអញ្ចឹងយើងឲ្យវាជា subject ឬក៏ពេលខ្លះវាជាខ្ទមវាជាផ្ទះវាជាភ្នំវាជាទឹកវាជាអីអញ្ចឹងវាជា subject ដែលយើងចង់បង្ហាញអញ្ចឹង subject នឹងគឺវាមានតួនាទីមួយដែលសំខាន់បំផុតគឺជាចំណុចដើម្បីឲ្យអ្នកមើលចាប់អារម្មណ៍អញ្ចឹងបានយើងដាក់ទៅតាម rule of third យើងដាក់ទៅតាម leading line យើងដាក់ទៅតាម composition frame នឹងដើម្បីឲ្យភ្នែកមនុស្សទាញទៅរក subject នឹងហើយឲ្យភ្នែកមនុស្សមានកលែងសម្រាកអញ្ចឹងមានន័យថាទោះបីមើលចុះមើលឡើងមិនភ្នែកមនុស្សនឹងរត់ទៅរក subject នឹងដែរតោះបានទេបាទចំណ lain នេះគឺចង់បញ្ជាក់ថា subject វាមិនមែនតែមនុស្សទេវាអាចជាស្អីក៏ផ្សេងទៅក៏បានដែរឲ្យតែយើងផ្ដល់ការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើរូបនឹងបាទអញ្ចឹងដូចរូបនេះគឺ subject នៅចំកណ្ដាល object មិនទេគ្រូ objectobject មានន័យថាវាជារបស់ស្អីមួយឧទាហរណ៍ជាធោផ្កាជាឡានជាតុកជាទូអីហ្នឹងទៅអញ្ចឹងវាក៏ដើរតួជា subject បានដែរគ្រាន់ថាពាក្យដែលសំដៅទៅលើ object subject ពេលខ្លះយើងពិបាកនិយាយថាបើសិនតែយើងនិយាយថាមនុស្សជា object វាដូចជាអត់ទំនងតែបើសិនតែយើងថាមនុស្សជា subject វារឿងទំនងជាងតែធៀបពិត subject ហ្នឹងគឺសំដៅទៅលើរបស់ទាំងអស់គ្រប់បែបយ៉ាងមានមនុស្សមានតុកមានទូមានគោមានកបីមានផ្ទះមានភ្នំអញ្ចឹងយើងរាប់វាជា subject បានទាំងអស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថា subject ទៅលើរបស់អីផ្សេងផ្សេងវាអត់អីទេវាសំរុំវាស្ដាប់បានតែនៅពេលដែលយើងប្រើពាក្យថា object ហើយយើងសំដៅទៅលើមនុស្សវាអត់ទំនងអញ្ចឹងបានគេបែងចែកពាក្យហ្នឹងទៅតែធៀបពិតគឺសំដៅទៅលើរបស់តែមួយទេគឺ subject matter ដែលយើងថតឲ្យវាមានតួនាទីសំខាន់នឹងដូចគ្នាបាទអូខេតន់បានបានលោកគ្រូតន់បាទអូខេហ្នឹងហើយអញ្ចឹងរហូតដល់ពេលនេះគឺអ្វីដែលយើងបាននិយាយគ្នានឹងក៏រឿងច្រើនហើយសិតតាជារឿងដែរសំខាន់សង្ឃឹមថារឿងអស់ទៅនឹងវាអាចជួយយើងបានអញ្ចឹងខ្ញុំនៅមានចំណុចមួយទៀតដែលអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរដឹងដែរហើយសំខាន់ដែរបើមិនតែយើងយល់ទាំងអស់ហ្នឹងគឺខ្ញុំអាចនិយាយបានថារូបដែលយើងសម្រេចបានលទ្ធផលនឹងបានល្អប្រសើរជាងមុនច្រើនបាទអញ្ចឹងដល់ចំណុចមួយទៀតគឺពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងពន្លឺព្រោះមិញរឿង3ចំណុចដែរអញ្ចឹងខ្ញុំទៅរឿងអស់ច្រើនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿង framing ហើយមួយ composition អញ្ចឹងយើងដល់រឿងមួយទៀតគឺ light អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយពីរឿង light គឺយើងត្រូវដឹងពីលក្ខណៈ3យ៉ាងនៃពន្លឺព្រោះរាល់ប្រភេទពន្លឺទាំងអស់មិនថាពន្លឺភ្លើងពន្លឺព្រះអាទិត្យពន្លឺថ្ងៃពន្លឺអីទេគឺវាត្រូវតែ follow ទៅតាមលក្ខណៈទាំង3នៃពន្លឺនឹងឯងបាទអូខេខ្ញុំបង្ហាញពីឧទាហរណ៍ទៅលើពន្លឺចាំតិចសិនបាទ
chẳng lẽ khả nạ tì mùi lẽ khả nạ tì mùi nây bồn lứ cư dương hai thà côn nập hiếp nây bồn lứ quality quality và quality nây bồn lứ chẳng quality nây bồn lứ mẹn thà mùi on mùi lõ mùi on lõ mùi lõ chương mùi thế cứ vì bọt bàn tờ ta mà vậy để dương trọng bàn còn là tha côn phim này phần lứ cứ bàn chạy từ chỉ pí ti môi cứ dương hai tha soft light chẳng hạn soft mà soft light hỡi khang nét hard light hard hạn nét có hard đài chẳng côn phim này phần lứ cứ bàn chạy từ chỉ pí soft hơi nắng hard sau phải nâng hát ọt miên mùi na là ọ chiêng mùi na tế cư vía bài bọt tờ tàm ở vậy để dân chọn thọt bụng thọ thay dân chọn bạch chạy bị phiếp sở thla bị phiếp sở sài bị phiếp sở sài tôn này nâng cư dân bà sọc lại chẳng sọc lại là ọ chiêng và tái nợ phê để dân chọn bằng hành bị phiếp đau bị phiếp đôi bài cảnh la đôi bài style mà nước bà hồi nâng cư dân star dân bà hạt lại chẳng hạn nâng hạt lại là ọ chiêng mình bởi dương thọt bài tu on để mơ tới đôi dương cài cài hay dương phở soft light mơ tới do tình non thì do trời những light soft light khai thì chỉ khổ vậy nhỉ vì từ chỉ hạt light trời vậy nhỉ chẳng bao nhiêu bị chạy tha ăn miên light mùi na trời tề cứ vía cái hai tha subjective vì ở sai từ nâng ở vậy để dương thọt ở vậy để dương chọn bàn còn tha việc bàn chạy thì chỉ soft light hay nâng hạt light soft light cứ small shadow nữa small nữa lơ một mình nữa small lắm cứ vì ớt khơi mai đạch phát bì highlight nơi lơ sạp chạy tình chẳng những khơi mơ một mà nữ lư mà chỉ hiên là ngật mà chỉ hiên mến còn mà tác phần lư cứ viết và đánh cái này vì ớt mơ tác lư ngật để tôi tự vinh xong rạp hạt lại cứ lư ngật tại mà đòn nó cứ hạt lại chẳng đôi nơi lơ rụp nhiều thì họ miền lư mà chỉ hiên small mà chỉ hiên cứ mai tại mà đòn và chẳng nít lư mày tại một đò mày mà chỉ hiếng phư mà chỉ ăn nó cứ hạt lại à bộ sầm máu vừa mới tới đặt chân pi highlight shadow nó đặt pi highlight nâng tại đó nó cứ hạt lại à tại bờ sầm máu hay nâng highlight nó việc bật đánh po khné pi phư từ ngực nó việc shade bật đánh khné lõ à nó cứ soft lại à còn bà nấy hưởng soft lại nó cứ chỉ là khnạ tì mũi nấy buồn lừ ok toàn bán phần nắng dương năng và to thời tiết phép on chùm môi nâng rương tp này phần lứ cứ direction phần lứ cứ trâu ta miền direction np đại việc không miền direction viên nâng flat đôi dương mơ màu video để dương cập phong stream nên chẳng khơi mà chỉ hiến hiện shadow mà chỉ hiến highlight chẳng đổi xa viết directional phần lứ để nhóm pra nâng cứ dương hai thả directional light chẳng vì bậc cao chia shadow hay nâng highlight chẳng nộp về để dùng bậc cao chia highlight shadow chẳng vì phương ao bằng cao tự chia dimension chùm rư và chẳng cứ trâu tập chia dùng bằng cao light direction compra phần lư đại flat mình đây thắp lư chẳng chọn màu bị mốc á đôi bề khác dùng thọt para flat vai chọn bị mốc trắng à flat nâng lư camera vai chọn bị mốc tới cứ khơi mốc mà nước source cụt tầm đòn và chẳng mơ tới cứ khơi mốc chọn cò nâng tầm đòn cứ flat light ở những cái hơi thác flat light với admin direction thì xong rạp ở quay để dừng khơi về nít cứ dừng hơi thác directional light dừng pra light pí main light mũi field light mũi để chưa trả lời phách chẳng như mơ tới cứ khơi direction bán lò chiền hơi chưa vào hết soft light dừng mơ tới cứ transition bị highlight tới shadow việc bật đánh cái nít lò chiền vì ọt là ngất lưu tầm đoàn thì dừng mơ tới khơi bật lưu soft stone chiền ok chẳng nâng lẽ khả nạ tí pí nấy bồn lử cứ direction ai lẽ khả nạ tí bay này bồn lử cứ color chỉ thoa mà đá bó bồn lử cứ vì miền bó còn là thang phê khác nhưng bài anh chạy vì ở đạch nhưng mơ tớ đăng thang bó nóng so rồi có lương rồi có khiêu rồi có hôm để và tay nơi phê để nẹ để thọt dù cho nam tớ xa sẵn kết mơ hướng bồn lử dương đừng khơi bó này bồn lử nóng khóc nề cái lấy nâng hai đài ẩm pool đại kê pra xâm rạp ca thót vì hiện khai chiếc ẩm pool để pra đạn được tẹt thòm đà về khai ẩm pool dùng mơ tới đổi khí nế thì hai đấy có ẩm pool xâm rạp ca thót bay chiếc lấy
hay pool thì dương prai dùng mà đã tiếc hay thom nát thì mưa tới hiện thảo chiều pro để sao pool đại dương prai tam tiếc vì admin stong đa vai balance trầm trời để bị ai thay dương khơi cái đạm pool so mấy tay về dương dùng mà đã hiện bảy tong thích hiện lương thích bị bay chạy ở chỉnh mà tay bao phần pool đại sản phẩm prai năng photography cứ cái hai thà photographic light chứ ngàn nắng cứ về để tinh móc cái đặt lệ vai balance lên năng đối pram pon của mùi rồi khe rồi có bay pon vậy rồi khe chẳng phải để ba cái mắt cứ poi pon đang ngày poi pon đang ngày bà hai bờ pool mà chỉ nuốt cứ chỉ lẽ khả năng o chỉ biết cứ dừng ai bật cả lời phải bàn dừng ai bật cả lại phải bàn đôi khi nóng lẽ khả năng nên chẳng dừng khởi shadow mà chỉ cứ mềm thầm thì chỉ shadow tết cứ vì chỉ lẽ khả năng blue light for example led nắng cứ chỉ o chỉ biết chẳng nhung thơ nói về từ chỉ blue hay em pool mỗi nhung đạo về yellow thì chẳng như mưa tới khởi lời phải những contrast này blue hay nâng yellow nắng dương mưa tới khởi diện tẹt tiền chieng à phần lư để flat hay có phần lư để admin pò có bị tẹt tiền chieng này bà toàn bản đấy chẳng hạn nắng cứ chỉ lẽ khnạ bây giang nơi khnong ca prapra phần lư cứ tới tại yol thì vía sầm lăng mờ vía cứ thì mỗi cứ côn được phim này phần lư sau hay nắng hát thì pi cứ direction hay nắng thì bấy pò này phần lư bà chẳng nơi pe để dương yol bị hướng on nắng sầm lăng mờ vía tới dương đừng khơi nhảy đôi khi này chỉ mỗi nắng ca pra composition nắng framing nơi pe để dương đăng hướng on nắng off dương xạ sầm lăng mờ tới dương đừng khơi tam bất chả ở nào hướng ngon nắng nơi non thiệt bất cứ miên hướng ngon nắng trời ta họ đón giờ đa chào bà rồng ta nơi đây để đăng biển đăng hới nhưng ai xin kết dân đừng khơi tha nơi chỉ composition frame mà nơi chỉ composition leading line chỉ curve chỉ repetition chỉ symmetry follow tam rule of third golden line rồi có horizon line mà ok chả nắng cứ chỉ chậm nói chỉ chán đại dương như vậy cái này là không ngày này và dương tốc về về lý khá khá sản phẩm ca su clarify cái này khá khá của sao mình chờn bỏ miễn ai thay này khá sản phẩm toàn này khá sản phẩm toàn thế mà ok lực khối nhóm xong su lực khối miễn đục kiếp bằng hai phi gửi đến lái như lực khối nhóm chẳng khơi nhà năng để sao ắt sôi chụp ba pi à golden line chẳng lục cụ nâng ấy nhóm ai bằng hàng bán ở đây tới phù à nâng vi admin ấy chỉ play copy kê pi anh ấy màn thế vi còn tại chỉ ca play subject bài này nhé chẳng dừng ắt cù rùa từ tiền chẳng nè đội lại này chẳng cứ subject cứ nơi chấm cái lại và toát nâng toàn đấy chả nó cứ golden line thiết bất cứ dân cu lủng ắt viên miên rule cu lủng ắt ta à nó nhóm ắt phải vô lên chẳng tới phù mà ca này dân cu à lủng ắt có với ắt bàn cài đây dân hãy follow thầm ta tam chỉ bê dịch nên không ca pra bài này tới cứ pra bàn hơi sầm lắm golden rule này ok hơi sầm nua mũi tiên ai kẹp pon cho mũi nâng golden rule nâng đá rồi có rule order đá xua tha ta tục space khăn na tràn nè đôi không cả đấy space nó khăn đấy tràn space nó khăn đấy tịch nhé chẳng không cần đây space khăn na chứ đó cứ cả size tên nâng tùm rung một bộ subject để bài từ chẳng bộ bài subject từ khăn na tục space khăn năng ở chứ đó tới xong rồi mày bởi cả này dân tục space chứ đó nâng khăn khỏi khăn nóng vì mơ tới viện chào vì mơ tới viện chừng ít đấy mà toàn bàn đấy bà nâng bà toàn là khu ạc con trai là khu ok là cố xong số muối nhưng tiền mà khỏi tích đã toàn cho muối năng bọc mốt đó là cố bọc mốt cho muối bát đi mà cho nuốt việt miên á chẳng sản đạp bát đi đã miên bọc mốt nhưng miên ai cài chai với cố miên này dương pra remote control rồi có remote mà cho nuốt việt ai ở dương chọn chọn chẳng bàn và à nó cứ việt của bạn năng dễ camera khác việt ai support cho muối năng remote để dương ai pra bọc mốt bàn mà tác camera mà chỉ muốn cứ vi ọt miền sọt tạm đòn, vi ọt miền một nâng tạm đòn của hai đấy mình chẳng chỉ cả bài chạy class này camera ở vi copy cái này ưu thế họ thay entry level hay chỉ muốn professional level, bởi sân chỉ entry level miền function đôi professional level cho mình có khi chúng này lôi chơi từ tình pro professional level tới nhà camera thom nào tất bàn này mình chẳng, nà nâng cứ chỉ phép khóc này mà chỉ muốn hay có chỉ limitation ca cầm nát mà chỉ muốn đại cầm hôn cả camera nâng cứ cái chăng phơi chăng mong đam mê cầm ao miền, bà tại bây khác có dương ách pra là bỏ ai và thay đôi chìa ca pra remote control đầm bây thơ việc bán này và tại mình bật cót thay group camera thì cứ camera khác cứ ọt miên to là sao thêm đó còn đấy anh đang cứ chìa vậy đại dương cua dùl và
bạn còn chuẩn cố hay xong xua mình tích tiết cố tại tông giờ mới đang pe đại dương và remote control nó dương đạm function này kia đạm menu là cố nơi không à chỉ tôi tới nơi không à remote control nó nghe việc bài chạy tiệt remote control mà chuẩn cứ việc chỉ standard remote cứ dương trong đạm một ấy của bạn này à remote nó việc còn là đa tu chỉ sập cho gì miền này thay à shutter release để dương cho thoát nó nghe remote nó đa tu tập anh đăng này hơi cùng ao camera dương cơ tập anh đăng này phổ dương to sai một khéo tới dương ọt bạc camera chứ việc ọt cơ chứ standard remote cứ việc tập anh đăng còn tại việc miền à remote mà chúng luôn đấy cứ cái hai thay feature remote rồi có cái hai thay intervalometer chứ à remote bài đăng cứ việc miền function cry pi con tại chọi dương ai sẽ mau ban dương ai sẽ interval ban dương ai sẽ exchange nó lên nâng ban chỉ chào việc miền button setting exchange lên nâng chứ miền tây à bật thân bài miền ấy chờ nâng tết đại dương anh sẽ xin ban về chờ bật tay bật standard remote việc còn là đa tua chia sẻ cho chẳng miền đây tham một bao dương là lời camera nhưng trong phở một âm có ba nhưng phỏng phở AVTV mấy cái đó cứ việc đa tua chỉ một form na tặng không phù remote bao dương cứ còn tay chia sẻ cho thì tôi tự vĩnh nơi đây remote nâng vị trí của feature rồi có chỉ intervalometer dương ai pra b mode âm mode ấy hay dương ai sẽ nơi không camera bàn tại mặt đòn rồi có AVTV mode bàn tay dương sẽ ao việc thọt không dạng p màu nà ấy bán cứ dương sẽ nơi lơ remote bàn mình và chẳng anh cứ việc sai từ lơ remote thì hay bấm mode bỏ camera mình thả âm b AVTV nó cứ dương đạo mấy cứ chẳng này việc ta tam nó này toàn bán đấy bạn nắng bàn là khổ con trai ba nó này lưu cũ nhưng mình tầm nổ mỗi lưu cũ ba ba chạy to tầm năng metering mode nó anh đang dân thờ đảm bay ai đá lưu cũ ba ok chẳng metering mode chẳng metering mode việc phải quan chỉ môi nâng nông camera ba nè metering mode và metering mode bên buôn chỉ nói chẳng nhom bây giờ bay chỉ nói của nhom ăn bây giờ là nâng của ta nâng về sang ta tha thom đa ta hay mạch pra mạch chơi rơi ấy tràn chứ tụ tứ cứ metering mode và dương chập tam keyword vô màu bọ trái có dương ai vô là metering mode việc tham meter cứ lập biếp này cao vò chẳng lập biếp này cao vò ấy lập biếp này cao vò bẩn lử lập biếp này cao vò bẩn lử nơi không camera mà chúng nó miên tập bảy không camera mà chúng nó có miên bốn phần đại chúng tôi tới cứ miên tập một bảy thế để là tua tầm khánh à mùi trong khối kê center vệt nó cứ sang là thảo đại pra sọt thêm đó đăng chỉ cái đạn mà thợ ấy đá nhưng có đấng tại chúng tôi tới cứ một bảy nó cứ pra nơi cả lại thị xã mà chúng nuồn chứng evaluative metering nè tìm mùi kê này evaluative metering rồi còn này còn phải biết metric metering này nó cứ đôi khi thế miền này thả ro là vây để dân khơi nước non frame ro là vây để dân khơi nước non frame vía nâng vô một kẹt là nia phần lứ hơi prap dường tam là dạng metering nè cái lại lệ độ bay độ pi sol mùi pi bay nè chẳng evaluative metering cứ ro ca bằng háng cứ vì vô lẽ khả nạ mặt chung vì anh miền rụp khác miền cái lạnh khác lư khang lạnh khác ngực khang mà tái cứ việc bột và trồ nên ở smart nên là không frame để dừng khơi nhấn dừng mơ tơ tam và viewfinder khơi miền ấy nấn cứ miền này tham và vô à ping là không nên đừng ôm một kẻ liền chắc đôi u thì họ không nên dùng chung camera tới khăn đấy metering mode về phần hai thà độ mùi chắc miền này tham rụp và dừng hiện là ngất tịch tái miền này tham frame tầng mùi mà cứ là ngất tịch toàn mà đấy cứ evaluative nó cứ ping tầng frame tầng ôm tầng đó bởi partial metering thì vẫn cứ miền đây tha ở vây để việc bằng hai bao dương bằng hai bao dương tha độ môi lư độ môi độ pi ấy nó cứ miền đây tha tay cả đá frame sam sậm bảy phía rồi để ưu thọ tháp bao dương chung camera dương tự phần nét frame bao dương pin món cứ việc ọt vò hai dương này cứ việc prap dương trầm tay chấm nói sam sậm bảy phía rồi cả đá frame và nó cứ partial sầm rap spot metering វិញ គឺ វា វាស់ ពន្លឺ ត្រឹម តែ 8% កដាល frame ព្រោះ វា ប្រើ ពាក្យ បើ យើង បក ផែ តាម ពាក្យ ក៏ យើង អាច យល់ បាន ដែរ spot គឺ ចំណុច 1 ទេ យក មក វាស់ ពន្លឺ ហើយ ប្រាប់ យើង អញ្ចឹង នៅ ក្នុង m mode នេះ យើង ប្រើ ថត តាម m ដែល យើង និយាយ គ្នា សមមិញ ហ្នឹង អញ្ចឹង m mode metering ហ្នឹង វា នឹង ប្រាប់ យើង តាម បែប ដែល យើង ជ្រើសរើស បើ យើង យក partial អ្វី ដែល វា ប្រាប់
cứ trầm tay chấm nốt cả đà lại bây giờ sẽ cứ mình đây thà trừ tái cả đà lần tề u cho thà nhưng pra sport metering hay nhưng chung từ đầu cả lại nè môi sạp từ camera với phải dừng thà là ngật under expo là ngật đọc về dừng thọ tới khơi nhà chung với những plus ta cả đá là hiện ngật mềm pro đòi xa dừng gió sport metering và ta bản thân này dừng pra evaluative wing cứ việc áp đặt dừng chẳng à cái lại plong từ đá là mình những việc áp đặt dừng thà thầm tai thò mặt đá và lử cứ thò mặt đá ai thầm zone crown zone lơ zone này thì tôi giờ phổ việc bốc và lử châu kia pin mà frame nó từng ó hai đặt dừng toàn bản đấy và nó cứ lệ khả năng này ca pra nơi khả năng spot metering partial hay chủ mùi năng evaluative metering ok ba lục hữu xong xuống môi lục hữu ba nhóm trang xua bí lệ khả năng composition bài ở cục xó lục hữu anh nóng rụt bài mệnh chẳng lục hữu rù viên lục hữu mình bạc cục cho người tế ảnh cái hai thà Fibonacci Fibonacci composition ảnh cứ về chìa rực côn đồng bồn đại bạc môn nâng bạc thì chìa rule of third rực golden line cứ ảnh cứ chìa mê chào Fibonacci chứng Fibonacci composition và chứng Fibonacci composition ở vậy để dân ai follow bán cứ bên đây thả một frame vào dân chứng cứ dân smart tới thả nơi khả năng và về riêng lại khả năng đổi chứng ấy để dân xua nữa Fibonacci sequence Fibonacci composition à nó cứ đổi sang nè để bắt cá Fibonacci nó cứ muối một đầu cứ việc bài một pi sequence để muối pi pi bay pram mà sequence bài năng để vừa rồi mở tới khởi nghĩa spiral chành chẳng chẳng à Fibonacci sequence đấy cứ trong những dây tha roll chấm nói đa sầm khánh cứ dân đạn lơ à là nhỉ toàn bàn đấy những cái này cứ sầm khánh riêng kề ok hà tu lệ à rụp nít cứ dân smart đấy nè bộ nơi con ông rụp bao nhiêu ngọt miền khơi nhà nắng thế việc bài tranh pi ca pra nơi con ông cùng nu thế hỡi đào pe cây vô mà pra nơi con ông photography bên tai nơi con ông camera bao nhiêu việc ngọt miền khơi nhà nắng hòn trong những thứ mấy cứ smart composition nâng tới dân smart thả đội rồng vùng nắng để việc spiral out nít việc thẩm phần nè hay dân đặt sắp trình đại sầm khăn nơi lơ lại nâng tới đối ai thay chỉ một mà nơi chỉ là bỏ để thử sọc sai ấy nâng xem những cứ ở viên nơi tam chúa đá à và toàn nâng về rột tờ toàn bàn đấy toàn toàn lục hồ bàn bàn à nâng viên cái lại dương sở đây mơ khớ nhé nè nông cam rái dặn miến nè bàn phụ ấy nhóm khơi hụt khá cái phó tới cái đạ hụt bài nâng chẳng là lục hồ lại nâng tam bất bởi dương phẩm bài composition tầng ốc cứ mẹn miên là phẩm bài phẩm bài muốn này nhóm prap mình tế cứ trả ơn nè nơi khăn nông composition xe xe nâng cứ việc bài tranh bì ca pra bì ca cụ tế bài tranh bì ca cụ tế nâng này bà đối Fibonacci mình cứ exactly from cùng nô tầm đồ chung một quạt nâng cứ nẹ đẹp bà ca tập vốn cứ Fibonacci đại cái hai tháng Fibonacci sequence nhưng ai khơi nhà nâng trả ơn nơi khả năng nature chẳng bán kì dùng mà trả nơi khả năng photography đôi khả năng nhưng khơi đôi cụt chong nhưng khơi đôi ở cảnh chồng ca đại vì prai pro tới tam tu lệ nâng cư đôi để nhóm cù mình chẳng nhìn lệch mũi tỏ màu lệch pí tỏ màu lệch bấy tỏ màu lệch pram chẳng kì dù ở lệch pí tông cầu nâng bột chô khả năng tất vì tư chỉ lệch tỏ bỏ về ok bạn nó cũng ok chẳng sân khâm tha ở vây để dân bàn vậy khi đi khăn ông dạ bê bì ngay ní ai chui ở khi dưỡng dù bàn cô xóm đẹp bọn chú mùi nâng phật thảo phì vậy tới nơi khăn ông này phật thảo phì vì miền rương trả ơn vì mẹn miền rương tập bản năng tê vì nơi rương trả ơn trên năng tiết bản tay tụ bây chì ca riêng mấy cơ vì riêng nó trẻ chọc đấy tiền ca thọt tiền ca pra bản lưu từng ca pra flash từng ca pra effect từng ca edit hay cho mỗi nâng ca edit bài surreal edit bài mơ tơ ở trái nâng cư viên nơi khả năng phân hại photography nâng
tràn tiệt và chẳng pi ngay cứ dương mình ai hiện chọc tế dương ai phần tai dương hỏi nè vậy để ban phần vô tại dương nước việt chia rực cồn mà chuẩn nuốt đầm bay ở dương sắc xa và thèm khôn này tiệt mà phù tập về là dương đằng cừ vì hai dương ai riêng to tập tiệt bàn đầu miền phía nghề xu trên để dương ắt đằng ấy hơi chập đam từ tiếng riêu tầng o chẳng việc của bạn mà ok bác sinh cho chạy tôn là ngày kế lên lên ở trong thứ hai kết lên không riêng chạm bạch thời tầm biên như này ở chạm bạch thời tầm biên thì kết lên nó cứ kết phơi lang đầm bay ao pe đại lộ camera chốt tập bông nó biển thu thay nhé chẳng mình tìm tia ở dân biên kết lên để kết lên cứ lên đại cho mau chụp môi nâng camera pe đại dân tinh đầm bông chẳng kết lên ai miền chỉ tôi tới khi lên cứ ở đây sẽ thay để của anh nó cứ kịp cuộc này cho môi nó body đầm bay ở camera body nó hiện thu thay tập phần năng ảnh mình tìm tìa ta ở bên camera cô tập bên khi lên no bên chẳng nghe nhé năng ấy hơi bộ phép camera professional mà chúng nó cứ ở miền khi lên năng màu cho môi để thì bên chúng rồi để ở miền khi lên năng tạm đoan của nè để cái che para cho bạn lo professional hơi cứ cái ở thời ca lên khi năng tiệt tệ đó nhé và mạnh miên của bạn này đây vậy mà chẳng là hột đò bên đi nhưng nâng bình chọc nơi khăn nông ca trên mà dưỡng tam lẹo này online đi nơi bên đi hay sân khâm tha khi dân được ở khăn này ai vô bán khắc lá hay vô tới sạc xa và thèm chẳng rò ca xin xếng cứ dân ai feedback bán nhóm nâng post tờ lờ vô profile bọc nhóm đẹp bọn cho mùi nâng sống nua khá khá chỉ ca feedback thì dân tổng ốc này tại dân ai dô bàn khổng rạch na đồng bây ở nhập sinh còn ai chạp ở rộm tên lưu hướng đa phổ dân nâng phơ ca training xinh xinh tiết hơi nhóm có chọn đăng thả ca đề phần dô tờ nâng vì dô bàn phần na đồng bây nhóm ai ca sống nua nâng tệ thi này ca phần dô nâng tiết nâng phê lực rồi của viên miên hướng trởn tiết và ok chẳng sân khâm tha vậy để bạn phải dồn tới những ai chui dương ai chạp đam riêng sốt bạn lo và xa chiêng mùn ok chăm chui feedback phong nợp để nhóm post nợ khăn ông profile bà đọc con lạc hồ bà đọc con lạc hồ bà đọc bên này đá bà đọc con lạc hồ bà chọc thầm bằng nắng bà đọc con lạc hồ bà bye bà đọc con lạc hồ chú mịp lê bà đọc con អរគុណ លោក គ្រូ ជំរាប លា អរគុណ អរគុណ ចន់ លោក គ្រូ ជំរាប លា បាទ បាទ អរគុណ ចន់ លោក គ្រូ ជំរាប លា លោក គ្រូ បាទ បាទ អរគុណ ចន់ លោក គ្រូ ជំរាប លា good night លោក គ្រូ good night បាទ អរគុណ ចន់